Alo. Alo. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Dạ, xin chào chương trình ạ. Vâng. Dạ, em tên Lương Thị Quý, em 35 tuổi. Dạ, em hỏi ông mà mỗi lần ông xã em đi gần á thì em thấy dân sợ á. Dạ, hỏi em có bệnh gì không á? Em có cháu này 3 tuổi rồi. Vâng. À, câu hỏi của bạn thì bác sĩ Vũ Minh Phượng của chương trình sẽ tư vấn nhé. Xin mời chị Phượng. Ơi chị, chào em. Dạ. Em có một cái băn khoăn rằng là hiện tại là em cứ mỗi lần mà chồng gần em thì em rất là sợ. Đúng không? Dạ, dạ. Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Em 35 35 tuổi. Thế cái sợ này nó từ bao giờ hả em? tuổi. Dạ, nghe khoảng 1 năm nay à. À, gần 1 năm nay. Em có biết rằng là lý do gì mà gần 1 năm nay, tức là em phải lấy chồng trên 3 năm rồi vì đã có con 3 tuổi đúng không, Dạ. mà mới gần 1 năm nay em mới sợ, thì cái lý do gì làm cho em gần 1 năm nay sợ? Mỗi lần mà gần điểm thì nó bị đau. À, bị Dạ, mỗi lần lại gần thì em thấy run, thấy sợ. Tức là mỗi lần mà chung đụng thì em cứ thấy là bị đau đúng không, Dạ. và vì cái đau đấy cho nên rằng là em sợ À, dạ nó xót đau tới xót. mức đó không à. Chị có thể hình dung được như là cái đau rát do, có thể là do nó bị khô khan quá và nó làm cho bị tổn thương một phần nào đấy của cái bộ phận sinh dục ấy, cho nên rằng Dạ. là đến mai nó vẫn cứ còn, lúc đi giải hoặc là rửa nó vẫn cứ còn rát rát, có phải thế không? Dạ. Thế thì mình có biện pháp gì không bác sĩ, hay là mình Thế phải thì mua thuốc dưỡng rồi, thế thì bây giờ như này, không? mới 35 tuổi và cái chuyện nó xảy ra khi mà em sinh con được 2 tuổi đúng không? Tức là nuôi con được 2 tuổi và từ cái khi đó đến bây giờ em có bao giờ đi khám phụ khoa không? Dạ, em khám 1 năm rồi không có gì hết á. À, không có viêm nhiễm gì hết. Dạ. Thế và khi sinh hoạt với chồng ấy thì em có cảm tưởng như là nó vẫn trơn tru như là trước khi em không bị đau không? Chưa ấy, như lại rằng là sợ rồi, cũng người chưa có gì hết á. Bây giờ để em có thể hình dung ra được và định hướng nhá. Cái thứ nhất, cái sợ nó có thể do yếu tố tâm lý. Mà yếu tố tâm lý thì nó có thể là từ cái việc mà cái hành vi làm tình của chồng ấy nó bạo quá, nó mạnh mẽ quá và nó không phù hợp với em, làm cho em thấy đau nhá, làm cho em bị tổn thương. Tức là cái sinh lý đáng nhẽ là em phải từ từ này, em phải được đáp ứng này, tất cả mọi chuyện như là bộ phận sinh dục của em nó cũng phải được sẵn sàng là mềm mại ra và tiết dịch, thì cái sinh lý đấy nó hoàn toàn bình thường và nó không đau đớn gì cả đó. Thế nếu mà do cái cách của chồng hoặc là em đi khám thì họ bảo bình thường, thì cái khái niệm bình thường là không viêm nhiễm ở bên trong, nhưng mà cái sự tiết dịch thì nó có bình thường không cả về phía em nữa. Đấy thì nó làm cho em đau và em sợ. Cái thứ hai nữa là cái sợ nó có thể ám ảnh ở trong cái tâm tưởng của em ấy, trong cái tư tưởng của em là em có một cái chuyện gì nó làm tổn thương em, để cứ mỗi lần em nghĩ đến chuyện đấy chưa quan hệ em đã cảm thấy rằng là các cái cơ nó co thắt và cái chuyện mà diễn ra như sinh lý bình thường ấy thì nó không thể đáp ứng được. Vậy vậy trước mắt nhé, em có thể thử bằng cái cách là xem có phải ở tại cái sự tiết nhờn và tại cái sự đáp ứng của chồng nó không phù hợp không, thì em phải nói chuyện thẳng với chồng thôi. Chồng có biết là em sợ không? Em đau không? Có Có. Thế và chồng nói sao? cũng cách đây lâu lâu không có thường xuyên. À, không có thường xuyên nhưng có nghĩa là vẫn có, đúng không ạ? Thế và cái việc né tránh nó thì nó cũng không nên, bởi vì nếu mà lâu dài, em vẫn còn ít tuổi mà, 35 tuổi, lâu dài nó sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc của lứa đôi ấy, của vợ chồng em ấy. Vì vậy em phải đối diện thẳng đi, nói chuyện với chồng là em nghĩ gì cái khi gần chồng,
nó đau là nó đau từ trong trong cái tinh thần của em, cái này chỉ có em biết được nhé, em phải trả lời được cái câu hỏi đấy là có phải do trong đầu em nghĩ cái gì đó không, để mà không tập trung vào cái khi mà quan hệ với chồng. Và cái điều này nó rất tế nhị và em phải trả lời bằng được. Thế cái thứ hai, nếu mà do nó không hòa hợp cái khi mà vợ chồng cạnh nhau ấy, thì em cởi lòng ra đi. Em nói với chồng đi là làm như thế này thì em khó chịu, làm như thế này thì em đau. Nếu mà khô quá thì mình có thể đi mua cái thuốc ở bên ngoài, bôi trơn ở bên ngoài để cải thiện. Em nhá. Đó, thế và chỉ có hai cách đấy thôi, thì em phải thử nghiệm trước và phải mở lòng ra, đối mặt với cái sự thật đi để mà cải thiện nó. Bởi vì cứ mơ hồ thì cũng không giải quyết được vấn đề nhé. Vâng, rồi. Cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Vũ Minh Phượng. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ Hà Nội. Alo, xin chào thính giả gọi điện từ Hà Nội ạ. Vâng, tôi nghe đây, câu hỏi của chị là gì ạ? Em là chủ tịch Huyền, em ở trên Hà Nội. Vâng. Em mới có chương trình giúp đỡ em thì gia đình em có bị một sự thật sự cái chuyện không may, em không biết rõ là không may không hay là chồng em với người bạn này là cố ý hay không. Vâng. Nhưng mà cái người bạn này ấy, thì là người trước thì quen chồng em, hồi em vợ chồng em cũng chưa lấy nhau, biết là gia đình em chồng em đã có vợ có con rồi. Vâng. Mà cũng cố tình nối kéo. Cũng trong khi đó hai người đằng chị với nhau đã có một đứa con gái rồi, em mới phát hiện đã được tầm độ một năm nay. Vâng. Em điện cho người nhà, cho cô ta bảo ý là hai người quá yêu nhau, cho nên là vẫn biết là có gia đình rồi, nha cô sinh một đứa con, nhưng mà thì em phát hiện ra được cô ta vẫn không buông tha chồng em mà vẫn bây giờ hai người vẫn ở với nhau. Vâng. Em muốn chương trình tư vấn cho em, giờ em nên như thế nào, thật sự giờ con em thì cũng lớn rồi. Vâng, bạn đang rất là buồn. Hai vợ chồng là ly thân lâu chưa? À, chồng ly thân 5 năm rồi. Vâng. Con gái em đã giờ đã 12 tuổi rồi chị. À thế ạ, vâng, con gái cũng đã rất là lớn rồi, tuy nhiên thì mình cũng rất là buồn vì chuyện gia đình. Vâng, chị Nguyễn Thị Mùi, chuyên gia tư vấn của chương trình, chúng tôi sẽ tiếp chuyện bạn và chia sẻ với bạn nhé. Xin mời chị Mùi ạ. Chị chào em. Vâng, em chào chị ạ. Em ơi, thế chồng đi làm xa là lâu lâu mới về nhà một lần đúng không? Chị ơi, vậy ngày trước chồng em có tháng là về lần, nhưng cách một năm trước vừa rồi thì rất lâu mới về. À, mình em mình vừa đối nội đối ngoại ở nhà quê thì anh chị biết rồi đấy. Vừa một mặt tay chăm hai đứa con, chồng cũng gửi tiền về, em mới thắc mắc tại sao mà điện về không về, không có việc tội trạng cũng không về, cứ bỏ mắt chồng em kia phát hiện ra được nào. Rồi. Không phải là tự nhiên em phát hiện ra đâu. Bởi vì là chồng em về thế này, cùng em với chồng em phải gọi nhau, thế là không may hôm sau bà chị gái cưu sát về tiền bạc đấy. Chị gái chồng em thì phun ra cho em, thế là em mới được. Em hết tới sự với chị là khi em phát hiện ra thì mẹ chồng em cũng biết là chồng em có ấy rồi, nhưng mà gia đình em chồng em vẫn giấu. Rồi. Tức là sự việc này là bên gia đình chồng là biết rồi, thế nhưng mà mọi người lại giấu em đúng không? Thế hiện nay đấy thì quan điểm của chồng em về vấn đề này là như nào em? Quan điểm của chồng em bây giờ thì ý là cứ muốn là cũng không bỏ em, bởi vì em người là bên tôn giáo, bỏ nhau rất là khó. Chồng em thì cứ bảo là ý là trong một thời gian nữa để khi mấy con bé nào lớn lên được tí là chồng em sẽ về với con em, nhưng mà vì là chị bảo mình này, con gái em thì được lớn rồi, sao em nghĩ là bây giờ còn trẻ chẳng về với nhau mai cái già thì rất là khó. Thứ hai là con gái em nói bây giờ nó còn nhỏ có thể về nhau, trong khuyên chồng em mãi nó không nghe. Tức là con của em là 12 tuổi rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Đấy là cháu lớn. Thế còn cháu bé thì mấy tuổi? Cháu bé nhà em, cháu trai nhà em thì năm nay là 9 tuổi rồi ạ. Rồi, có trai có gái rồi. Và chị định quan tâm một khía cạnh là như này. Tức là khi biết cái việc đấy thì lại ly thân đúng không? Vâng. Thế bây giờ em phải suy nghĩ đi. Tại vì là thực ra trong quan hệ vợ chồng thì cái việc mà vợ chồng gần gũi với nhau nó là một trong những cái yếu tố mà để nó tạo nên cái tình cảm vợ chồng mà. Thế nếu bây giờ mà mình lại ly thân thì là mình từ chối cái quan hệ đối với người chồng, thì liệu cái điều đấy nó lại có thể là làm cho người chồng thấy bị mất mát không, về mặt tình cảm không em ạ? Cho nên là em hãy xem cho là mình có thể tha thứ được không. Vì nếu em muốn giữ chồng nhá thì em sẽ phải tha thứ, có đúng không nào? Vâng, em xin có lỗi cắt lời chị, bởi vì em đã rất là tha thứ cho chồng em. Em là khi hồi khi phát hiện như thế em đã lên tận gia đình người ta, em cũng đã nói rất sát này. Nếu xác định về gia đình em, mẹ con em sẽ mở rộng bàn tay đón về, nhưng anh ta lại không về
Anh ta cứ ở trên đấy. Thật sự với chị là khi mà chồng em khi còn nâm vào con đường lại cờ bạc nữa cơ. Sau đấy là lợ lần lại quá nhiều rồi, chị ạ. Rồi. Đó là nhà ta đã không còn cái gì nữa chị biết không? Thế à? Lợ lần rồi chồng em lại có tính cờ bạc. Lợ lần quá nhiều. Sau đó em phải bán nhà đi, em trả hết lợ lần. Sau phần hiện nay cũng không có lợ lần. Nhà chẳng còn cái gì nữa. Bởi vì em biết rằng bây giờ mẹ con em phải đi ở nhờ sinh nhà bà ngoại. Thế là giờ gia đình em phải chia đi mỗi người một nơi. Mà em là cũng mở rộng lòng tay để cho chồng em về. Nhưng mà bởi vì cái tình cảm của chồng em đến cô ta quá sâu nặng. Trong người đó cô ta lại quá nuôi kéo. Bởi vì là thừa biết rằng hồi cưới đã về mừng cưới vợ chồng em rồi. Mà vẫn cố tình để nuôi kéo chồng em. Nếu mà người ta đã đấy, có là... cái ý như thế thì cũng rất là... Tức là bản thân người ta thì người ta lại nghĩ rằng là à vì tình yêu của người ta thôi. Đấy nhiều khi người ta hay dùng những cái để người ta ngụy biện em ạ. Thế nhưng mà cái quan trọng ở đây là này, khi em nói như thế thì chị cũng không hình dung ra là em có nhất quyết là bằng cách nào thì rồi mình cũng vẫn muốn kêu gọi chồng mình về không? Thật sự với chị là em rất muốn cho chồng em về để con em sau này nó lớn lên là có cha, có mẹ, nhưng mà bởi vì chồng em rất ương ngại. Đấy, bây giờ nó cứ có cái câu mà nhưng bởi vì thì hàm một nghĩa là có vẻ như em cũng đã không tha thiết lắm rồi. Không biết là chị nghĩ như vậy có đúng không? Em thật với chị mà hôm nay em gọi là chương trình là rất em rất bức xúc. Đến khi em cũng về quê nằm ra nội về quê, em đã gọi em về, em được về chơi mấy ngày, em đã về gọi về để vợ chồng tâm sự để ấy. Nhưng mà anh chồng em rất là ương ngạnh, rất là không về, vẫn cố tình ở trên đấy rồi gì nữa. Rồi. Em sợ là quá sâu nặng rồi cho nên là khó lắm, bởi vì là nó không có con. Và em cũng thừa biết rằng cô ta cũng thừa biết là khi một đứa con mà cô ta không đăng ký chồng em, bởi vì vợ chồng em chưa cắt nhau. Rồi. Dạ, thế nên cũng không thể đăng ký được sống với nhau ngoài vào con thôi. Bây giờ như này, thời lượng của chương trình nó cũng không có nhiều. Nhưng mà thực ra ở đây là em vẫn còn đang rất là băn khoăn giữa hai cái, đúng không? Một là em thì em vẫn nói rằng là em cũng muốn là chồng quay về để mà con nó có bố, có đúng không? Nhưng cái ý thứ hai thì chị thấy rằng là em nói thứ nhất là anh ý là không chịu nghe em, đúng không? Và anh ý cứ ở cái chỗ cái cô kia. Thứ hai nữa là bản thân anh ý cũng lại là người mà cờ bạc, đúng không? Rồi là hiện tại gia đình nhà em thì cũng không còn cái gì. Em thì đi ở nhờ trên ngoại. Mẹ của anh ấy thì ở nhờ người con rể, có đúng không? Thì cách mà em nói như thế khiến cho chị nghĩ rằng là em cũng cảm thấy cái việc mà mình lôi kéo anh về là khó, có đúng không nào? Thế thì cái điều mong muốn của em ở đây là em muốn lôi kéo hay là em muốn là thôi thì người ta có duyên với nhau đến một mức độ như vậy thôi và mình sẽ dừng lại. Thì chị không rõ lắm là cái mong muốn của em ở đây là cái gì. Mong muốn của em là bây giờ này em muốn chương trình chia sẻ với em này, bây giờ em làm cách nào để em nuôi kéo chồng em về được càng sớm một chút, vì còn trẻ có thể là xây dựng nên mình lợi lần thì mình có thể vợ chồng dùng bọc nhau dần dần, nó là con cái em nó còn nhỏ nó chưa hiểu biết gì thì mình có thể làm bây giờ. Như vì em rất thân chồng em rất là ương ngại, khó nói chuyện lắm, không thể em nói được. Bản thân em cũng... khi nói đến chồng em thì em luôn luôn nói là anh ấy rất khó, có đúng không? Và như thế mà em hỏi là các chị là nói cho em là làm thế nào thì điều đấy là sẽ rất khó, có đúng không nào? Bởi vì cho nên là này em chính là người tìm ra được một cái khía cạnh nào đấy mà không khó ở nơi chồng em, một cái ưu điểm nào đó của anh ấy để em nghĩ rằng là em có thể lôi kéo anh về, hoặc là một cái điểm nào đấy để em có thể tác động để em có thể khơi gợi lên cái tình cảm của anh ấy đối với con cái, có đúng không nào? Đấy, tức là khi mình muốn lôi kéo một người nào đó thì thật sự mình phải thấy cái người đấy đáng được lôi kéo. Em có công nhận không? Chứ mà nếu mà mình lại cứ cảm thấy là ôi mình phải lôi kéo anh ấy nhưng mà anh ấy chán lắm rồi, anh ấy thế này thế kia, thì hàm một nghĩa là anh ấy chẳng đáng lôi kéo gì cả, có đúng không nào? Ở đây chính là cái định hướng về mặt suy nghĩ của mình. Thế còn nếu mình đã rất nỗ lực và rất cố gắng, mình tìm ra những điểm mạnh, mình tha thứ, thậm chí nhá, mình biết là anh ấy đã có cái chuyện kia, thế nhưng mà thôi, đã là tình cảm vợ chồng, thôi mình bỏ qua đi, nó cũng rất là đau lòng đấy, nhưng mà thôi vợ chồng đã về với nhau thì gọi là bỏ qua đi, cũng vẫn cứ đối xử như là cái người chồng bình thường.
nhưng mà rồi cuối cùng người ta vẫn không nghe ra, thì trong trường hợp ấy đến lúc ấy chắc em sẽ phải có được cái câu trả lời của mình nhá. Nhưng mình hãy nỗ lực đi hẳn, khi mình nỗ lực hết mức mà nó không xoay chuyển được nữa thì lúc bấy giờ mình sẽ đi đến một cái quyết định mà mình không phải ân hận gì nữa em ạ. Dạ vâng. Thế nhá em nhá. Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia tâm lý học Nguyễn Thị Mùi. Cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình và chúng tôi cũng xin chúc bạn sẽ gặp may mắn trong cuộc sống. Alo, xin chào thính giả gọi điện từ Thanh Hóa. Vâng, em chào chị ạ. Vâng, câu hỏi của bạn là gì đấy ạ? Cho em hỏi, bây giờ em 37 và vợ em 27 rồi ạ. Mà chúng em lấy nhau cũng được 6 năm rồi, em có một cháu được 5 tuổi rồi. Và bây giờ em muốn sinh một cháu thứ hai đấy ạ. Vâng, nhưng mà cái thời gian quan hệ của em nó lâu xuất tinh ấy, thì liệu có ảnh hưởng đến sức khỏe và có thể thụ thai được không ạ? Vâng, vấn đề thắc mắc về sức khỏe sinh sản của bạn sẽ được bác sĩ Vũ Minh Phượng của chương trình tư vấn ạ. Xin mời bác sĩ. Chị chào em. Em chào chị ạ. Bây giờ là đang mong muốn có thêm một em bé nữa, đúng không? Thế và hai vợ chồng thì vẫn cứ ở gần nhau và vẫn chung chăn gối hàng ngày chứ gì? Không ạ, em thì đi làm ở Hải Phòng, vợ em ở Hà Nội thì đi một tháng và em mới gặp nhau một lần nữa. Rồi. Thế và mong mỏi có con thì là trong bao nhiêu lâu rồi mà chưa được? Từ khi con em được 4 tuổi, bây giờ con em 5 tuổi rồi mà cái thời gian quan hệ nó càng ngày nó càng kéo dài ra đấy mà nó kiểu nó xuất tinh. Trong thời gian mà có con cho đến bây giờ là không có dùng biện pháp tránh thai nào đấy hả? Vâng ạ. Coi như hai người hai người ở xa và thỉnh thoảng một tháng mới gặp nhau một lần, đúng không? Vâng ạ. Thế và cái khi mà gần nhau ấy thì em thấy là cái cuộc tình đấy nó kéo dài dài và mãi nó mới xuất tinh được. Đi khám sức khỏe sinh sản của hai vợ chồng rồi. Bình thường em khám ở bệnh viện Việt Đức ạ. Khám ở bệnh viện Việt Đức đúng không? Bệnh viện Việt Đức là khám cho con trai ở khoa Nam học à? Em ở khoa Nam học, còn vợ em thì bên khoa phụ sản ạ. Tức là vợ thì là ở bên bệnh viện đối diện đúng không? Và trả lời là bình thường. Rồi thế thì mừng rồi. Nếu mà cả hai vợ chồng là bình thường thì bây giờ có một cái khó khăn là hai vợ chồng không gần nhau thường xuyên, một tháng gặp nhau một lần. Nhưng các em đã có biết cái cách tính ngày rụng trứng của vợ không? Thì em thì cũng không nghĩ gì, vợ em cứ bảo là em mới vừa sạch cày được bao nhiêu ngày đấy thì ấy mà vẫn không thấy. Thế thì đôi khi mình thỉnh thoảng mới gặp nhau nhưng mà lại không gặp đúng vào cái thời gian mà rụng trứng của vợ. Vì vậy rằng là các cái chàng gọi là chàng hoàng tử ếch với nàng tiên trứng ấy không gặp được nhau thì là không có con. Đấy. Và vợ thì hình như là cũng mơ hồ về cái chuyện chu kỳ kinh nguyệt của mình. Thế giải pháp bây giờ thì là vì cũng tuổi của em là cũng khá khá cho nên cũng hơi sốt ruột đúng không? Thì nó có hai giải pháp. Một là nếu mà không phải là cấp bách quá, gọi là một năm mà mình mong muốn có con thôi, thì bây giờ vợ phải là người theo dõi lại cái chu kỳ kinh nguyệt của mình để mà tính cái ngày chồng gặp vợ là đúng vào cái thời gian rụng trứng, được không? Đấy là một cách. Mà nếu mà lại mong nhanh hơn nữa thì vợ phải nhờ gọi là đi siêu âm, người ta mới theo dõi được cái ngày mà trứng rụng ý. Thế rồi có những bạn thì bạn ấy do điều kiện làm việc mà xa xôi như thế thì bạn ấy đi ra bác sĩ siêu âm và người ta theo dõi được cái trứng nó lớn lên như thế nào và người ta dự đoán được cái ngày cái giờ trứng rụng và lúc đấy bạn bảo alo chồng về khẩn cấp đấy, họ tính toán kỹ như thế nhá. Thì đấy là các em phải lên kế hoạch. Rồi chúc các em sớm có con. Vâng, xin được cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình. Chúng tôi cũng xin gửi lời chúc hai bạn sẽ sớm có em bé. Cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng đã tư vấn câu hỏi vừa rồi ạ. Và bây giờ thì chúng ta tiếp tục chương trình ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Thanh Hóa. Alo. Dạ, em chào chị ạ. Vâng, xin chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì đấy ạ? Dạ vâng, thì em muốn chương trình tư vấn cho em cách giải quyết làm sao mà gia đình em ấy, có bố em ấy thì trục cổ trong gia đình mà lúc bố em hay uống rượu bia vào ấy thì hay chửi mắng vợ con rồi hay cầm dao lùa vợ con ra ngoài lùa để đánh ấy, thì em không biết phải giải quyết như nào thì em mong chương trình tư vấn giúp em. Vâng, bạn rất là khổ tâm vì là người bố của mình lại cũng hay uống rượu rồi mỗi một lần uống rượu say thì lại cầm dao rồi chửi mắng cả vợ và con đúng không ạ? Gia đình thì rất là buồn. Vâng, chị Nguyễn Thị Mùi là chuyên gia tư vấn của chương trình, chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn. Xin mời chị Mùi ạ. Chị chào em.
Dạ vâng, em chào chị ạ. Em ơi, em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em năm nay 26, 27 chị ạ. À, 26, 27. Em là con lớn trong gia đình à? Dạ không ạ, em là con thứ ạ. À, là con thứ. Thế thì bố năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, bố em năm nay 54 ạ. À, 54 tuổi. Cái việc mà bố em hay uống rượu rồi chửi đánh vợ con thì mới diễn ra hay là đã lâu rồi em? Đã diễn ra lâu rồi ạ. À, lâu rồi. Lâu cụ thể là từ lúc em còn bé đã như thế hay là gần đây? Cách đây khoảng tầm chục năm rồi ạ. À, cách đây khoảng tầm chục năm. Tức là thường xuyên như thế hay là chỉ vào những lúc uống rượu thôi? Còn những lúc mà không uống rượu thì bố em như thế nào? Thì lúc không uống rượu thì bố em chỉ chửi thôi chứ không lùa. Còn lúc không uống rượu thì bố em chửi, bố em còn ra, bố em lùa vợ con. Rồi, tức là khi mà không uống rượu thì bố em cũng vẫn mắng chửi. Dạ vâng ạ. Chị hỏi một chút này, cái nội dung mà bố em mắng chửi thì nó liên quan đến cái gì? Dạ thì cũng kinh tế rồi thì cuộc sống của người ta vậy thì thường là khổ, làm không thấy có dư giả bằng người ta. Gia đình em thì sống chủ yếu là làm kinh tế là bằng cái nguồn sống nào nhỉ, làm ra kinh tế ấy, em? Dạ gia đình em bố mẹ chỉ làm ruộng với chăn nuôi mấy con gà con lợn với con bò. Chúng em lớn rồi, chúng em ra ngoài xã hội, chúng em đi làm ạ. Các em thì đi làm rồi đúng không? Đối với những cái người nam giới ấy, thì đúng là khi mình đã trưởng thành rồi có gia đình cũng rất là mong là mình có được một cái kinh tế nó tương đối ổn ổn một chút đúng không em? Tức gọi là bằng bạn bằng bè đấy. Thế nên mà nếu mà cảm thấy là mình không bằng được thì đôi khi cũng có thể là có những cái nó gọi là bị bức xúc lên ý em ạ. Khi em đi làm thì sao em muốn về quê mà về nhà thế là bố lại xin chuyện, bố lại đối với bố lại phải xuống nhà bạn bè. Thế cũng buồn em nhờ. Em có hay tâm sự với bố không? Dạ thì thỉnh thoảng... Để lúc bố không có gì em nói, nhưng mà nói chuyện bố lúc bố lại cáu cho em là không nói. Cái việc mà nói mà có thể khiến bố cáu mà thì chị cũng lưu ý một chút ở cái chỗ là như này này. Có thể nhá, ở đây là có thể thôi. Đôi khi mình nói chuyện và mình rất là hay nói theo cái ý là bố phải nên thế này hoặc nên thế kia ấy mà. Thì có thể sẽ khiến bố nghĩ rằng là con nó không thông cảm với mình. Không, thế thì chị nghe em đây. Khi em tâm sự với bố em cũng là về gia đình mình cũng có quan hệ về ăn uống cái thứ thì có gì thì anh ấy bố cũng không đấy giờ bố em cháu em bảo em đi lại dạy con cháu là đó tức là thế này này. Cái việc mà mình đấy ý là nói là nên thế này hoặc nên thế kia là rất dễ làm cho bố mẹ nghĩ rằng là con mình hay là cháu mình nó lại dạy khôn mình. Thì ở đây nó có một khía cạnh mà mình gọi là cái lắng nghe em ạ. Cái kỹ năng lắng nghe đó em nhá. Xem là sâu xa thì bố mình đang có những cái điều gì buồn, những cái điều gì mà như các cụ nói rằng là nó bất đắc chí, không cảm thấy là mình không được như là mình đã mong muốn. Thì thực ra trong cuộc sống thì đôi khi là có những người ta sẽ gặp vận may hơn một chút đúng không? Nhưng mà có những người thì lại không gặp vận may. Và nó cũng có thể là còn do rất nhiều những cái yếu tố ở xung quanh nữa. Ví dụ như ở trong nhà nó cái vốn liếng từ ban đầu này, thế hay là cái sức khỏe chung của gia đình này, vân vân, nó nhiều thứ nó hội tụ lên. Thì khi mà mình các con ấy mà có thể là lắng nghe bố mẹ một chút thì có thể hiểu, và trên cơ sở đấy khi bố em thổ lộ được rồi mà thì mình có thể căn cứ vào cái điều mà bố thổ lộ như vậy thì bấy giờ mới có thể là nhỏ nhẹ để nói một vài những cái điều gì đấy, nhưng mà rất là ngắn thôi, bởi vì thông thường các bậc cha mẹ thì rất là hay có một cái nó gọi là phản ứng, nó là không muốn là con cái dạy khôn mình ấy. Nhưng mà em nói thế, nhưng mà như mẹ em là vợ, cương vị là vợ mà biết chú với anh nói mà bố em vẫn như thế mà. Nhưng mà bây giờ đã là bố mình rồi mà, đúng không? Cho nên là thật sự trong một cái hoàn cảnh như thế thì mình tìm cách thích ứng để chỉ có chính là em này và mẹ em là những người trong nhà và hiểu rõ về bố em nhất, đúng không?
những điểm mạnh của bố em cũng như là những cái điểm yếu, thì mình sẽ căn vào những cái điểm mạnh như thế để mình có thể là khích lệ, đúng không? Để bố em cảm thấy là bố em tự tin hơn, bố em sẽ cảm thấy là được vợ con đánh giá tốt hơn. Và trên cơ sở đấy thì mình mới có thể gọi là làm cho bố em thấy rằng là à, mình cũng còn có những cái nhược điểm nào đó và mình cần phải thay đổi. Bởi vì đây đây đã là người bố của mình rồi, không ai chọn lựa được cha mẹ, em có công nhận không? Dạ vâng. Ừ, đấy. Thì khi mình chấp nhận được một cái điều đấy, mình sẽ cố gắng để tìm ra. À, chị có lưu ý đến một cái điều mà em nói là em đi làm và những khi em về mà có khi chán em phải đến với bạn, đúng không? Dạ vâng ạ. Thì cũng có thể ở đây, em cũng đã 26, 27 tuổi rồi, đúng không? Dạ vâng. À, không biết em có một chút gì băn khoăn về việc là rồi mình cũng sẽ có người yêu và có vợ, đúng không? Dạ vâng. Em đã nghĩ đến chuyện đấy không? Có liên quan đến cái vấn đề mà bố nóng tính không? Em cũng không biết, tại vì bố mẹ em cũng giờ 26, 27 tuổi mà bố mẹ em cũng hay dục. Đó, rồi, rồi. Thế thì thực ra nếu mà bố mẹ mà tính tình mà rất là hiền lành rồi là cũng không mấy khi to tiếng ấy, nó cũng có thể là một cái nó rất là thuận lợi cho mình, đúng không? Còn nếu không thì mình cũng có những cái băn khoăn. Vậy thì bây giờ khi mà em vẫn đương ở trong gia đình với bố mẹ, chưa lấy vợ, chưa, tức là cái mối quan hệ thật ra là nó cũng vẫn còn đơn giản, nó chưa mở rộng ra mà em ạ, nhá. Thì cái việc mình tác động đến bố một cách nó rất là mềm mỏng, trên tinh thần là mình đồng cảm với bố, xem thử xem là bố từ trước đến nay bố có những cái ước vọng gì, thế mà rồi đến lúc bố không thực hiện được không, phải không nào? Mình cũng đã là một người nam giới lớn tuổi rồi, mình cũng có thể là trò chuyện để mà hiểu bố hơn. Và chị cũng hy vọng là khi mà bố em thấy được cái tình cảm của em đấy, thì bố em cũng sẽ nghĩ rằng là mình được an ủi, mình được chia sẻ ấy, thì cái sự ứng xử của bố em nó cũng sẽ mềm mại trở lại nhá. Dạ, vâng. Ừ, thế nhá, chị chúc là em sẽ tìm được một con đường thành công trong việc là làm cho bố mình trở nên là được thoải mái hơn, bởi vì cái điều đó cũng tốt cho chính bố em mà, đúng không? Dạ vâng. Nhá. Chị chào em. Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia tâm lý học Nguyễn Thị Mùi, cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình ạ, và chúng tôi cũng xin chúc gia đình bạn sẽ đầm ấm và yên vui. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Lạng Sơn. Alo. Vâng. Bác ơi, cho em hỏi này, em năm nay là em 38 tuổi, nhưng mà có nghĩa là lúc có bầu ấy, không biết em có bầu ấy, nên dùng thuốc kháng sinh của mắt rồi nhiều các loại thuốc khác. Nhưng đợt vừa rồi em về Hà Nội khám thì bác sĩ bảo là thai của em có nghĩa là bình thường, nhưng mà ý cứ nói em là so với tuổi của em là cao, mới cả chọc ối chỗ ít thì em mới sợ. Ối này ý là bác sĩ nói là nếu mà một là sẩy thai, hai là tử vong các thứ, thì em thì thấy ghê, thế là em lại không làm, em tiêm hết 4D biết các thứ, thì thấy trong đấy bác sĩ tư vấn bảo là bình thường, nhưng mà ý là lo về sự đau ấy, em lại thấy sợ, thế này em lại không ấy nữa, thế này em đi về. Thế nhưng mà về bây giờ là tháng thứ 5 rồi, làm sao mà em ngủ em toàn toát hết cả mồ hôi ra, bình thường rất là lắm nhưng mà mồ hôi ra, thế là thế nào bảo. Vâng, vấn đề về sức khỏe sinh sản của bạn thì bác sĩ Vũ Minh Phượng của chương trình sẽ tư vấn nhé, xin mời chị. Vâng. Chị chào em. Dạ vâng, em chào chị ạ. Em 38 tuổi và có thai ạ em? Vâng, vâng. Thai lần đầu hay lần thứ mấy? Đâu, lần thứ ba. Lần này thứ... có thai, có nghĩa là em ngoài ý muốn ạ. Ừ, có thai ngoài ý muốn. Vâng, vâng. Ừ, thế hai con trước của em là bao nhiêu tuổi rồi? Con lớn của em năm nay cháu 16 và con thứ hai của em cháu năm nay nên là 6 tuổi ạ. À thế à. Cái việc có thai là ngoài ý muốn rồi, nhưng bây giờ thì em có yêu cái thai không? À, vâng, tất nhiên thì thôi chị ơi, thì nên là con mình nó chẳng có được hôn tình gì, mẹ em lại sợ lắm chị ạ. Và đi khám thì bác sĩ có nói rằng là 38 tuổi thì sợ là sợ rằng là con sẽ bị đau, rồi là họ cũng tư vấn rằng là nên mà chọc ối để mà phát hiện các cái dị tật sớm, vân vân. Nhưng mà nó lại có nguy cơ, có những cái nguy cơ là sẩy thai rồi những cái gì đằng sau làm cho em rất sợ, và em không xét nghiệm nữa. Vấn đề phụ thuộc bây giờ với em rằng là thai vẫn bình thường, còn cái chuyện dị tật
thì người ta gắn với cái tuổi tác ấy là nó có thể như thế. Thế nhưng mà một khi quan sát ở ngoài xã hội thì em thấy là các cái trào lưu bây giờ cũng rất là nhiều người mà họ cũng sinh con muộn, lấy chồng muộn và sinh con muộn ý. Tuy nhiên là họ biết cách chăm sóc thì họ cũng có những cái đứa con mà cũng rất là khỏe mạnh ấy. Thì bây giờ nó hoàn toàn vào cái sự quyết định của em là quyết giữ vì đã là con mình rồi và thai cũng to rồi. Nhá. Nếu mà có bỏ đi, em nghĩ đến chuyện bỏ là em rất sợ rồi, đúng không? Và nếu có bỏ thì nó cũng có nguy cơ của cái bỏ thai to. Nhá. Thế còn nếu để thì bây giờ em phải hoàn toàn xác định tinh thần rằng nó có thể có nguy cơ nho nhỏ, nhưng mà lần đi khám này bác sĩ vẫn nói là bình thường. Để gì? Để yên tâm về mặt tư tưởng đã, cái tư tưởng nó cực kỳ quan trọng và nó rất ảnh hưởng đến em bé. Nhá. Em đang đâu em có nghĩa là tinh thần thôi, em có nghĩa là em thoải mái rồi, tại vì là thoải mái là rồi trước, khi chưa biết mình dùng thuốc xong mình nghĩ là mình ân hận, trong cái lúc rồi bây giờ tôi chấp nhận, có nghĩa là em thấy vui vẻ, tinh thần thoải mái, nhưng mà em lo là kiểu như là làm sao mồ hôi của em nó hay dã ra mà nó ấy quá chị ạ, không biết nó làm sao. Em đi khám nhiều nơi về Hà Nội rồi, ngày trước em chưa có thai em đi khám rồi, nhưng mà bác sĩ đều bảo xét nghiệm máu mà sao mà chả biết làm sao mà mồ hôi của em rất là ra nhiều luôn, mà nó hay vã lắm. Thế em xem lại cái ăn uống của em xem như thế nào đi. Có thể bây giờ sức khỏe thai to lên thì sức khỏe của em nó cũng kém ấy nhá. Thì xem lại cái chế độ ăn uống và theo dõi thêm vài ngày nữa rồi là đi khám sức khỏe tổng thể xem như thế nào em nhá. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Vũ Minh Phượng. Vâng. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Chúc cho bạn sẽ có một sức khỏe thật tốt để có một em bé khỏe mạnh. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa Sổ Tình Yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Điện thoại gọi đến từ tỉnh Lạng Sơn. Alo, xin chào thính giả gọi điện từ Lạng Sơn. Em chào chị ạ. Vâng, tôi nghe đây. Câu hỏi của bạn là gì đấy ạ? Em hai vợ chồng em lấy nhau rồi có được hai người con gái. Và hiện tại bọn em đã ly thân, chuẩn bị ly hôn vì đang chờ tòa án quyết định. Quá trong chờ, quá trình chờ thì bà đã 3 năm nay thà chồng em đã dẫn một người phụ nữ khác vào ở chung, sống chung một nhà và đã sinh được một người con gái. Con gái đấy đã được 4 tháng thì người phụ nữ đấy đã bỏ nhà ra đi. Hiện tại bọn em chưa được ly hôn mà lại đã chồng em lại xin em là nhờ em đứng tên để khai sinh cho em bé đó. Thì em thì có lòng thương người thì em nên giải quyết thế nào? Nên đồng ý hay không đồng ý? Xin chị cho em lời khuyên. Vâng, câu chuyện của bạn cũng rất là dài đấy đúng không ạ? Và cũng rất là khó nghĩ đúng không? Anh Đinh Đoàn, chuyên gia tư vấn của chương trình, chúng tôi sẽ tiếp chuyện bạn nhé. Xin mời anh Đoàn. Rồi, xin chào em. Vâng, em chào anh ạ. Này, cái việc ly hôn nó có liên quan gì tới cái chuyện là chỉ có mỗi hai đứa con gái không? Dạ không ạ, bọn em hiện tại đang không nuôi mỗi người một đứa ạ. Thế nhưng mà cái hồi mà vợ chồng xích mích mà quyết định ly thân ấy, thì có phải là do là vì anh ấy cứ muốn có con trai, mình đẻ hai con gái, anh bảo anh đi tìm người nọ người kia, anh nhờ người này người khác đẻ hộ, có thế không? Dạ không ạ, anh ấy ra trưởng quá thì em bỏ về ngoại ở ạ. Ra trưởng quá thì mình chán mình về nhà ngoại. Người ta chỉ ly thân là để trong một tháng, hai tháng để đôi bên cùng suy nghĩ lại xem rằng là có còn cần nhau hay không. Có người ở cạnh nhau thì cãi nhau suốt ngày, nhưng mà khi ly thân đừng tháng, thấy nhớ nhau không chịu được, lại thấy ê, kệ nó ra trưởng thế mà hay, chứ còn thì ly thân ở mình này chán chết, lại dọn về với nhau. Hoặc là ly thân để người ta thấy rằng thôi chính là ly thân xong này thấy nhẹ cả mình, thế thì quay trở về để làm ly hôn. Đấy thì mục đích của ly thân chính là đứng lùi sai ra nhau một chút để có cái quyết định nó sáng suốt hơn là để hàn gắn vào hay để tách ra. Mình 3 năm đây là cứ như là ruộng, gọi là dự án treo ấy, nhận ruộng của người ta rồi, trồng cấy thì không trồng cấy, cái để cỏ mọc hoang, như thế là hơi bị quá rồi. Thế bây giờ thì có muốn là nối trở lại hay là vẫn cứ ly thân tiếp? Em mình... quyết định ly hôn ạ. Mà chắc chắn rồi đấy hả? Chắc chắn rồi, bởi vì em vì đơn một mình em quyết định ly hôn thì anh ấy cố tình gây khó khăn cho em bao nhiêu lần tòa án gọi thì anh ấy không đến ạ.
không sao hiện mà. Tại đang trong quá trình dai dẳng là anh lại có con với người khác ạ. Thì lại càng là một cái thứ mà nọ kia đúng không? Bé được 4 tháng chưa đăng ký khai sinh. Vâng. Và bây giờ thì bé ở với ai? Ở với bố ạ, mẹ bỏ nhà ra đi ạ. Tức là anh ấy đang ôm cái con bé 4 tháng ấy. Đấy đấy. Thế ở đâu, ở bên nhà nội hay là ở bên nhà mình? À, không ạ, anh ấy là ở bên nội em thì về cái ngoại đó ạ. Ờ, em định ly hôn xong rồi thì nhận làm mẹ đỡ đầu cho bé hay là mình cứ làm mọi thủ tục cho bé xong rồi ly hôn? Em thì em sợ là nếu như em nhận làm mẹ nuôi của em bé đấy, sợ lại là đến quá trình em ra tòa thì lại là em phải có trách nhiệm với em bé đó, nên em chưa dám nhận lời ạ. Thứ nhất, nếu em nhận đấy là con của em thì đấy, người ta không cho ly hôn trong cái thời gian còn đang nuôi con nhỏ đâu. Đấy. Em lại phải đợi là con cháu nó lớn lên chứ, cái lúc cháu mới được 4 tháng vợ chồng tan nát à? Đấy. Có thể nhận dạng như nhận con đỡ đầu chứ không phải đứng ra nhận vơ đấy là con của vợ chồng được. Thì được. Ừ, vâng ạ, anh ấy cũng bảo là không liên, anh ấy thì hứa bằng mồm rằng là không, em không phải nuôi nhà, nhờ em đứng tên để có được khai sinh để bé được đi học ạ. Không, chẳng cần thành vấn đề đâu mà, cứ có mấy cái hướng, nếu như em mà thương cháu, nhận cho cháu là con của mình để trong cái tờ giấy khai sinh, thứ nhất là làm được thủ tục khai sinh đã. Khai sinh thì thường là theo phụ nữ đơn thân, chả cần ông bố nào người ta vẫn có thể làm khai sinh được, bởi vì ít nhất là có người mẹ. Nhưng đây trong trường hợp này nó hơi éo le là mẹ không có, ông bố không thể tự đẻ con được, cho nên là ông không thể vác con ông ấy đi đăng ký khai sinh. Người ta hỏi mẹ đâu, chẳng nhẽ nói là tôi nhặt được à. Thế cho nên là muốn gà gớm em, để trong cái giấy khai sinh của cháu có cái phần bên khai về cha là ông ấy, còn phần khai về mẹ thì là em. Và đường đường chính chính trên mặt giấy tờ về mặt pháp luật là em là mẹ của cháu. Và cháu mới đang 4 tháng nuôi con nhỏ như thế thì ly hôn ý cũng cứ phải từ từ. Thế và khi nếu như vợ chồng ly hôn thì đương nhiên là mình có 3 cô con gái đúng không? Đứa con bé nhất thì sẽ theo mẹ, em sẽ nuôi con bé. Nguyên tắc là con còn đang bú và dưới 3 tuổi là chưa hỏi ý kiến được thì tòa giải quyết cho theo mẹ. Cho nên em sẽ nuôi con hộ anh ấy, còn con của mình thì để anh ấy nuôi. Em hiểu không? Còn có đường nào khác không? Ý em thì em muốn là em nhận nuôi 2 đứa con của em, còn con bé nhỏ đấy giao thẳng cho anh ấy. Em thì em muốn thế, bởi chuẩn bị ra tòa thì em cứ như vậy. Với điều kiện là em không nhận đấy là mẹ ruột, và trong giấy đăng ký khai sinh phần khai người mẹ không phải là em. Đúng không? Bây giờ em đồng ý với anh ấy, bé đứa bé đi làm khai sinh thì phần khai về người mẹ sẽ là tên em và nó là con của em. Và khi ly hôn thì đứa con bé nhất còn đang phụ thuộc vào người mẹ thì ưu tiên cho người mẹ nuôi. Đấy, thế em được. Đấy là anh nói như vậy là cái giải pháp đó là con ruột, nhưng mà như bây giờ em vậy thì em sẽ giải pháp khác là em không nhận khai sinh cho em bé đấy, có và để em ra tòa xong còn có được quyền khai sinh cho em bé đấy không? Ra tòa xong rồi em thành người dưng và em có hoàn toàn có thể nhận là người mẹ đỡ đầu. Đặt cho cái em bé tên là gì cũng được, họ gì cũng được, bố nó nhận họ thì họ, mà không thì họ gì cũng được, thì đấy chỉ là người mẹ đỡ đầu thì người ta không ép cho em nuôi. Vậy thì có giải pháp đó thì em sẽ chọn giải pháp đó. Chứ còn tất nhiên cái tốt của mình kia là cũng được, nhưng mà tự nhiên nó sẽ phiền phức. Thứ nhất là mình sẽ khó ly hôn trong khi đang nuôi con nhỏ. Thứ hai là khi mà mình có là người cứ khăng khăng đòi ly hôn thì đứa nhỏ sẽ theo mình, và đương nhiên thì mình phải nuôi đứa bé đó. Mà cái điều đó thì chắc là mình không muốn, đúng không? Đúng rồi ạ. Vâng, chúc bạn sẽ luôn gặp may mắn trong cuộc sống nhé. Xin được cảm ơn bạn đã gọi điện từ chương trình ạ. Cảm ơn anh Đinh Đoàn đã tư vấn câu hỏi vừa rồi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Thái Nguyên. Alo, xin chào thính giả gọi đến từ Thái Nguyên. Vâng, em muốn hỏi tí vào là bây giờ em có một ở nhà ở Thái Nguyên có một vợ hai con rồi, nhưng mà đi làm công tác trên Lào Cai thì bây giờ nhỡ chót có một con trai riêng khoảng 2 tuổi, bây giờ làm cách nào để đón về được không? Vợ hỏi của bạn với bạn là có mấy người con? Có 2 rồi anh ạ. Các con lớn chưa bạn? Con gái học lớp 7, thằng cu học lớp 5. Năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Em 36 tuổi. Vẫn còn trẻ lắm nhỉ.
nhà này ít người thôi, nhưng mà không biết muốn đón về mà đón cả hai mẹ con nó hay là đón mình đón một đón con thôi. Thế mẹ nó tin cho ai? Vẫn chưa lấy chồng ở mình thôi. Ừ, thế xong đón luôn mẹ nó về nữa, chứ hỏi gì cơ. Đón về để nát nhà, vợ em để giáo viên ở nhà thấy luôn. Cũng tính là nếu mà đón về nát nhà đúng không? Vâng, còn nếu mà đón thằng cu 2 tuổi về thì nát vừa vừa thôi chứ không nát bấy đâu. Thế bây giờ anh tư vấn cho là nên đón hay là để nó lớn nên đón? Bao giờ lấy vợ thì đón thể đúng không? Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Vâng vâng. Rồi anh chào em. Vâng em chào anh ạ. Ừ, có hay đi lại lên trên với mẹ con nhà nó trên Lào Cai không? Vâng em đi lại suốt anh ạ. Thế cái cô vợ giáo viên ở dưới này không để ý gì à? Vâng em đi lái xe mà. À. Em thế thì có thật là chỉ có mỗi ở Lào Cai hay là còn đâu nữa không? Không, ở đúng Lào Cai rồi. Thế à? Mình chỉ chạy xe Thái Nguyên Lào Cai thôi à? Vâng, vâng. Tưởng chạy quảng sang Trung Quốc mà ở Kim Thành. Vâng, vâng. Tưởng là nhiều bạn lái xe cứ chạy mỗi tỉnh lại một cô lại dắt vợ không, như thế vâng. Thì chết. Không công khai thật này, em có mỗi một ở Lào Cai thôi. Cho đến giờ phút này là biết được một thôi đúng không? Vâng ạ. Cái nguyện vọng của cái cô bạn gái ở trên Lào Cai thế nào? Cô có bao giờ... Thì bây giờ là kiểu gì thì mình cũng phải đón về đi, không được người ta vẫn chưa lấy chồng ấy. Cũng không lấy chồng ấy, trước thì cứ ở nhà nuôi con thì em tiền nong em vẫn hàng tháng vẫn gửi đều, nhưng mà... Cô ấy có nguyện vọng rằng là anh đem con về mà nuôi trả con anh ấy để em đi lấy chồng, hay là cô ấy nói rằng cô chả cần không, chồng gì rồi? Không, nó cũng không lấy chồng, cũng không bảo là về đón về, nhưng mà nếu mà... ý em tê muốn đón về thì nó... Chuyện đã xảy ra thì anh nghĩ thế này, bây giờ chắc là không thể, đấy, không thể gọi là không có sóng gió được đâu. Vâng. Nhưng mà em phải bàn với cái cô Lào Cai ấy. Vâng. Là thật sự là nguyện vọng của cô như thế nào. Nếu như cô ấy thấy rằng là bản thân cô năm nay cũng phần đấy tuổi lại có đứa con, rồi cô cũng buôn bán làm ăn, cô cũng chả cần lấy chồng, và cái con là cái chỗ nương tựa cho cô ấy, thì mình đừng tước cái quyền làm mẹ của cô ấy. Đứa con ở với mẹ là tốt nhất đấy. Thế còn nếu cô ấy là mong muốn rằng là chỉ vì đứa con mà cô lỡ dở cuộc đời, bây giờ dám là mình đón con đi, thì cô ấy sẽ có cái cơ hội lấy chồng hơn. Người nào đó mà người đàn ông mà ta nhìn thấy một cô gái chưa chồng mà nuôi một đứa con thì người ta cũng ái ngại để mà khi tiếp cận với cô ấy, đúng không? Thế còn thì trong hai trường hợp thì con mình mãi mãi cũng sẽ là con mình. Ở với mẹ nó thì mai kia nó 16, 17 rồi, thì lúc đấy nó sắp lấy vợ, nó mời bố lên đứng trên sân khấu cũng không làm sao cả. Cơ bản nhất là thôi mình cũng có trách nhiệm một chút, vì bởi vì hiện nay là con ở dưới này của em cũng còn nhỏ, rồi là vợ cũng như thế. Đôi khi tự nhiên xuất hiện một cái thằng cu bé ở trên Lào Cai về ấy. Nói chứ có những người phụ nữ người ta có thể tặc lưỡi, người ta chấp nhận là thôi chuyện đã xảy ra, có làm ầm ĩ cũng không sao. Nhưng mà cũng có những người cực đoan, ta nói rằng là hóa ra là bao nhiêu năm nay anh ấy lừa dối tôi, biết đâu còn hàng chục đứa nữa, còn đứa này mới chỉ là một, mấy bữa nữa lại đón một đứa ở Móng Cái, là đứa Lai Châu, đứa Điện Biên về để mà chết à, rồi lại cô giáo cô lại cả nghĩ, rồi thành ra nó hỏng những cái mà mình đang có. Đấy. Em nghĩ đến mà con thì chắc chắn là không bao giờ bỏ con được rồi. Đúng rồi, mình cũng không bỏ con, và nếu mình có tình cảm thì rồi nó cũng sẽ chẳng bỏ mình. Mà Thái Nguyên và Lào Cai thì nó cũng chẳng có xa gì, mà nó ở với mẹ bao giờ là tốt nhất. Thế con thì sau này lúc này con mà lại xuống học đại học Thái Nguyên này trọ nhờ nhà bố thì tốt quá, cho con học đại học Thái Nguyên này, tiền này bố lo bố trả vân vân. Nhưng mà hết sức là khéo léo. Thế còn nếu như thật sự cái trường hợp mà phải đưa con về vì cô kia muốn đi sang Trung Quốc lấy chồng hay là gì đó chẳng hạn, thì em phải dạo dực dần chuyện này với cái bà vợ hiện nay nhé. Đừng để tự nhiên đùng cái là mai tao đi đón một thằng cu ở trên Lào Cai về, nó là con của tao thì là chết. Cũng phải đón để cho nếu có khóc thì cũng khóc đi, bực thì bực đi. Cô có chửi mình hay cô nói mình bạc bẽo thì mình cũng nghiến răng mà chấp nhận. Bởi vì đúng là mình cũng bạc thật, cũng là khổ khổ. Thế rồi là khi mà người ta quen dần đi rồi, cái việc mà cứ được là tiến dần sau đấy mới đón thằng cu. Thế nhưng mà theo anh nghĩ rằng là phải bàn với mẹ thằng cu Lào Cai ấy.
là thật sự là cô mong muốn điều gì, và hãy đặt cái lợi ích của cái người phụ nữ với lại của đứa bé lên hàng đầu, còn mình thì yên tâm mình đứng từ xa vì mình có quá nhiều rồi, vợ mình cũng có, con mình cũng có, nhà mình cũng có, còn người ta thì mẹ chỉ có một con mà con thì chỉ có một mẹ, đừng có tách người ta ra nhé. Bạn đã nghe rõ những lời chia sẻ của anh Đinh Đoàn rồi chứ? Chào bạn nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Ninh Bình. Alo, Ninh Bình đâu ạ? Alo ạ. Tôi đang nghe đây ạ. Em đang yêu một người. Vâng. Nhưng mẹ anh không đồng ý cho anh ấy đến với em. Vâng. Vì em có một đứa con riêng ạ. Rồi một hôm em, một hôm anh chơi với em, anh ấy về bị mẹ anh mắng, rồi bọn em đã quyết định có thai với nhau để được mẹ anh đồng ý. Vậy em có nên có thai với anh để được mẹ anh đồng ý không, hay em phải làm thế nào ạ? Tức là bạn đã có một đời chồng à? Hay là bạn chỉ có con đơn thân thôi? Em có con đơn thân ạ. Tuổi các bạn như thế nào nhỉ? Năm nay bao nhiêu tuổi? Em 27, còn anh 29 ạ. À thế à, anh ta thì chưa từng có vợ, có con đúng không? Vâng ạ. Tức là trai tân. Còn bạn thì đã có một đứa con riêng và đang là bà mẹ đơn thân. Chính vì điều này khiến mẹ anh ta không đồng ý. Và hai bạn có quyết định là sẽ có thai với nhau đúng không? Vâng ạ. Có thai chưa? Chưa, em không dám làm chuyện đấy, có rồi mẹ anh lại không đồng ý. Rồi, bởi vì nếu mà nhỡ có rồi không đồng ý thì lại tự nhiên là một thân một mình lại nuôi hai đứa con của hai người đàn ông khác nhau đúng không? Vâng ạ. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Chào em. Em chào anh ạ. Mình đánh giá thế nào về cái anh người yêu 29 tuổi của mình? Rắn giỏi, chững chạc, tự lập, quyết đoán hay là ỏng ẹo lắm, cái gì cũng nghe bố mẹ rồi? Anh cũng nghe bố mẹ lắm ạ. Nghe bố mẹ. Anh có làm ăn gì không? Có tự lập không? Có. Thật ra trong những hoàn cảnh tương tự như của bạn ấy, nếu như may mắn gặp được một người con trai có cái quyết đoán, có cái tự quyết thì không có khó khăn gì lắm đâu. Em ấy chẳng phải lo lắng đâu. Mà cái việc đó là việc của anh ta. Anh phải có trách nhiệm, anh ấy thuyết phục bố mẹ anh ấy. Còn nếu không thuyết phục được thì cũng phải tìm những cách khác. Không nhất thiết là... Anh cũng bảo là anh thuyết phục bố mẹ rồi nhưng mà... vẫn không được. Rồi. Anh bảo là anh hết cách rồi. Trong cái hoàn cảnh như của bạn ấy, không phải 100% các ông bố bà mẹ đều đồng ý đâu. Phần lớn ông bố bà mẹ mà có thằng con trai chưa chắc nó 29 tuổi nó là giai tân đâu. Nó cũng có thể có nhiều người yêu, thậm chí có thể có con riêng con vãi ở đâu đấy không biết. Chỉ biết là nó chưa có vợ. Và trong đầu các cụ thì cũng hình dung ra con mình đến nỗi nào mà không lấy được một cô gái đơn thân, độc thân để mà có thể thế này thế khác. Nhất là ở các cái vùng tỉnh lẻ, mọi người còn suy nghĩ rất là gì đó là trai tơ mà vỡ được nạ dòng như nước mắm thối chấm lòng lợn thiêu, ví dụ. Tức là một cái quan niệm nó không hay lắm. Thế nhưng nếu như anh chàng ấy là người này đi làm độc lập, có tiền, thậm chí tự quyết được, mua được nhà, ở được riêng, tự làm được đám cưới, thuyết phục bố mẹ không nghe, nói rằng nhưng con yêu cô ấy tuy có một đứa con riêng nhưng cô ấy rất là tốt, rất tử tế, rất yêu con và con nghĩ là chúng con sẽ hạnh phúc. Thế còn bố mẹ đồng ý hay không thì con cũng xin phép là báo cáo vậy thôi, còn thì con quyết rồi. Thế sau đấy thì đưa nhau đi đăng ký kết hôn rồi tổ chức đám cưới rồi vân vân. Một cách đàng hoàng chứ không việc gì là phải cố dặn ra là một cái thai nào đó để sức ép. Trong các cụ đã nghĩ rằng mình là con gái không đứng đắn, chồng không có mà có đứa con, bây giờ lại còn lừa thằng con nhà bà để có một đứa con nữa thì trước thì người ta ghét một, sau đấy người ta sẽ ghét 10. Biết ngay mà con này nó không phải là loại vừa đấy, nó toàn lừa, mà đã chắc gì đấy là cháu mình. Con này nó có thể biết nó ngủ với ai, xong rồi nó đổ oan cho con mình thì sao? Em phải lường trước như thế. Trong cái hoàn cảnh của mình đừng để cho người ta xúc phạm mình. Có thể hai đứa quyết định là có thai xong về báo cáo bố mẹ còn ầm ĩ hơn nữa. Rằng là thằng cu kia nó còn trẻ, còn dại, không biết gì, rồi mình đưa nó vào bẫy vào chồng rồi đã chắc gì là con mình, vân vân. Thành ra khổ ra. Bàn với anh người yêu ấy là bây giờ thì phải nghĩ đi, đừng có nói là hết cách. Đấy là thuyết phục bố mẹ. Thế trong trường hợp bố mẹ kiên quyết không đồng ý thì anh có cách gì không? Em bảo anh là nói bố mẹ thế nọ thế kia đấy, nhưng mà anh cứ sợ bố mẹ anh mắng. Tức là chưa dám nói gì? Vâng. Ôi giời, thế mẹ bảo hết cách. Đã làm đâu mà hết cách. Thế cho nên cũng đừng bàn đến cái công đoạn sau là có thai có chửa để mà ép buộc.
anh ấy cứ nói đi mạnh dạn, rồi sau đấy anh ấy dẫn em về, rồi các cụ biết đâu lại nhìn thấy mình cũng là người biết làm, biết ăn, mặt mũi cũng hiền lành tử tế, các cụ cũng thương thương. Có thể là lúc đầu thì ngăn cản, nhưng sau đấy thấy hoàn cảnh của mình cũng dễ chịu thì cũng tặc lưỡi chấp nhận. Hoặc là nếu không chăng nữa thì anh cũng phải đặt vấn đề đấy, con quyết tâm con yêu cô ấy, và vì lý do này vì lý do khác. Thế còn nếu bố mẹ không đồng ý thì cô cũng phải bàn với em là được rồi, để cho anh từ đây đến tháng 6. Nếu bố mẹ vẫn kiên quyết không đồng ý thì tháng 7 là đi đăng ký kết hôn. Em chỉ cần lấy cái xác nhận của địa phương hai bên là đều độc thân và tự nguyện lấy nhau, đi ra Ủy ban Nhân dân xã hay Ủy ban Nhân dân phường nếu ở thị trấn thị xã. Thì rồi người ta làm cho thủ tục công nhận là mình là vợ chồng đàng hoàng. Thế còn đám cưới hay không thì tùy, có nhiều thì đám cưới to, đám ít thì đám cưới nhỏ, mà không thì thông báo báo hỷ. Quan trọng nhất là hai người cùng thông tư tưởng, nhất quyết là sẽ đến với nhau đã, chứ đừng làm cái việc mà cứ có con để ép nhá, bởi vì dáng người khác. Có một lần em bảo anh ấy dẫn em, cứ dẫn em về nhà anh ấy. Nhưng mà anh ấy từng sợ mẹ mắng nữa. Ôi trời ơi, thế thì chả mong ước gì được đâu anh em ạ. Dẫn bạn gái về nhà mà cũng còn chả dám dẫn thì còn trông đợi gì cái lão này, chắc là thế thôi. Chứ còn bố mẹ quát cho cái rằng nếu mày lấy nó thì mày ra khỏi nhà tao, rồi là làm gì lại xón vào ấy mà. Đấy, anh cũng sợ là bố định nghĩa đuổi ra khỏi nhà nên anh không dám dẫn em về nhà. Này, anh ấy còn sợ như thế, xong rồi thân anh chả lo được, mình trông đợi gì, bấu víu gì. Thôi em đừng có đặt quá niềm tin vào đây. Mình đã một lần sơ sẩy, đợt này nếu có mình phải gặp những người ta chững chạc hơn, lớn tuổi hơn, quyết định, dám quyết, dám làm. Thậm chí người ta còn bao bọc, nâng đỡ, che chở cho mình. Chứ cái này lại vớ phải thằng cu trẻ danh này, suốt ngày lại sợ mẹ đánh thì cuối cùng mình lại làm mẹ trẻ của nó thì chết đấy nhá. Vâng, xin cảm ơn anh Minh Đoàn và hy vọng là bạn sẽ có quyết định sáng suốt về tương lai của mình nhá. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh An Giang. Dạ, em chào anh. Vâng. Dạ, như là em có chồng được 2 năm, em hỏi bệnh đó anh. Vâng. Em ra từ vũ siêu âm á, chẩn đoán em á là một á là bị nhân sơ tử cung, hai là u nang buồng trứng. Vâng. Nên nó mới làm cho em là không có được có con đó. Vâng. Dạ, rồi cái nguyên nhân, em muốn hỏi nguyên nhân rồi em phải làm sao để mà có con á anh. Lấy chồng được 2 năm nay rồi à? Dạ 2 năm rồi, chồng em với em 2 năm rồi mà không có con. Vâng, đã đi khám ở từ vũ rồi đúng không? Dạ dạ. Và bác sĩ siêu âm thì thấy rằng là có u sơ tử cung và lại còn có cả u nang buồng trứng, tức là lắm tất lắm u cục trong cái bộ phận sinh sản của mình. Và bác sĩ có cho điều trị gì không? Dạ chỉ cho uống 20 viên thuốc gì đó, cái tên tiếng Anh nên em không có rành, với chai rửa thủ khoa là xong mà. Thế à, uống hết thuốc chưa? Dạ hết thuốc rồi. Được mấy tháng rồi? Tới 3 tháng. Thế à, thế đã đi khám lại chưa? Tới em mới đi. À. Dạ mới đúng 3 tháng. Tức là chỉ còn ít ngày nữa thôi, đến đủ 3 tháng rồi. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với bạn nhé. Dạ. Chị chào em. Dạ em chào chị. Em đã đi khám ở bệnh viện Từ Dũ thì chị nghĩ rằng là đối với khu vực các tỉnh phía Nam thì Từ Dũ nó cũng là cái nơi mà chuyên khoa cao nhất về trong lĩnh vực sản phụ khoa rồi đúng không? Dạ đúng. Mình đã đi khám đúng chỗ rồi đấy. Thế và ở đấy thì bác sĩ có nói là cái u sơ tử cung của em kích thước của nó như thế nào không? Dạ khoảng 2 mm hay gì đó em cũng muốn. Ừ. Thế u nang một bên hay hai bên em? Dạ một bên, một bên trái. À u nang một bên hả? Ừ. Dạ. Cũng có thể là bác sĩ người ta cũng hy vọng là cái bên phải của em, cái nang của nó vẫn bình thường thì có thể nó vẫn có trứng, đủ điều kiện để thụ tinh được, cho nên là bác sĩ người ta điều trị cho mình như vậy để chờ xem trong 3 tháng này thì nó có cái tiến triển gì không. Như là anh Văn vừa nói với em rồi thì đúng là nó cũng khó khăn hơn người khác. Thế mình vừa có u nang buồng trứng lại vừa có u sơ tử cung nữa. Thế và đối với cái u sơ tử cung thì nó có thể có 2 loại. Một loại là do cơ năng và một loại là do thực thể. Tức là đôi khi là do cái hoạt động của cái hormone sinh dục của mình nó hơi trục trặc một chút thì nó có thể là nó có cái nhân sơ đấy và người ta điều trị nội tiết cho mình thì có một số trường hợp nếu là cơ năng nó sẽ có thể mất đi được. Nhưng mà trong trường hợp của em thì bây giờ đành phải chờ đến ngày mùng 2 tháng 6 này em đi khám lại.
để xem là cái tiến triển của nó có tốt không, cái u xơ đấy nó có mất đi không. Nếu như cái u xơ đấy mà nó có thể tiêu đi được thì mình sẽ hy vọng vào cái hoạt động của cái buồng trứng bên phải thì mình cũng có thể có con tự nhiên. Nhưng mà khả năng của mình thì lại là nhân xơ rồi, đúng không? Thì chị không rõ là nó có mất được đi hay không. Tóm lại là bây giờ vẫn phải chờ kết quả của cái ngày mùng 2 tháng 6 này, xem là đánh giá tiến triển xem nó như thế nào em ạ. Theo chị thì thứ nhất là đối với em thì em nên là phải đi khám lại. Thứ hai là cả hai vợ chồng đều phải chuẩn bị sức khỏe thật là tốt thì hãng quyết định là có con. Dạ 2 năm rồi mà không thấy có con chị ơi, chắc em vô sinh quá hả? Cái cơ quan sinh sản của mình là đúng là nó có vấn đề rồi. Thôi cố gắng kiên nhẫn điều trị thì hy vọng là nó sẽ có tin vui thôi nhé. Chúc vợ chồng bạn sớm có tin vui nhé. Xin chào bạn. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Điện thoại gọi đến từ tỉnh Hà Nam. Alo, xin chào thính giả gọi điện từ Hà Nam ạ. Alo chị, em muốn có câu hỏi gặp bác chị ạ. Vâng, câu hỏi của bạn là gì đấy ạ? Chị ơi, em muốn hỏi là em đi khám về phụ sản, em bị viêm nội tuyến cổ tử cung ạ. Vâng. Thì bác chị có cho em dùng thuốc bạc. Em muốn hỏi bác sĩ ở đây là nếu em dùng nước 7 ngày thuốc bạc mà vợ chồng em có quan hệ, nếu có thai có ảnh hưởng gì đến em đứa sau này? Vâng, câu hỏi của bạn sẽ được chuyển tới bác sĩ ạ. Xin mời bác sĩ Hoàng Thúy Hải tư vấn câu hỏi này. Tôi chào bạn. Dạ vâng. Bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay 29 tuổi. Thế bạn đã có cháu nào chưa? Em có 2 cháu. Thế vẫn muốn sinh thêm cháu nữa à? Dạ vâng ạ. Dạ. Bạn bị viêm cổ tử cung nội tuyến lâu chưa? Em đi kiểm tra thì có nghĩa là ngày trước em để cháu vào là em cũng bị viêm ạ. Thế à? Để bây giờ em đi kiểm tra thì có nghĩa là viêm cầu khuẩn gram, viêm bạch cầu là 2 cộng ạ. Viêm thực khuẩn gram cộng là 2 cộng ạ. Còn thực khuẩn gram từ là 3 cộng ạ. Bạn đang bị nhiễm tạp khuẩn và tương đối là nặng đấy. Tức là những cái càng nhiều cộng thì có nghĩa là nó càng nặng. Đấy. Thế và cái điều trị của bạn nó cũng phải rất là triệt để, tức là phải tuân thủ đúng cái phác đồ mà bác sĩ điều trị cho bạn ý. Bác sĩ cho uống thuốc như thế nào là bạn phải uống đúng, đặc biệt là phải đặt thuốc. Và tôi khuyến cáo luôn là bạn đặt thuốc không nên đặt ở nhà. Bạn phải đến cơ sở y tế nhé. Ít nhất là bạn phải đến trạm y tế xã phường. Sau đó thì ở đấy người ta sẽ có cái bàn khám sản, người ta sẽ các bác sĩ hoặc là nữ hộ sinh về sản, người ta sẽ điều trị cho bạn bằng cái thuốc mà bác sĩ kê cho bạn ấy. Đấy thì nó mới được, chứ còn bạn đặt ở nhà thì nó không được đâu. Và chồng bạn thì cũng phải được uống một liều thuốc giống như của bạn. Thế và trong cái quá trình bạn đang điều trị viêm nhiễm cơ quan sinh dục thì tốt nhất là không nên quan hệ tình dục với chồng. Hoặc là nếu có quan hệ tình dục với chồng thì phải sử dụng bao cao su ngay từ đầu. Tức là không được tiếp xúc trực tiếp cơ quan sinh dục của bạn với cơ quan sinh dục của chồng bạn. Để tránh cái tình trạng là nó tái nhiễm đi, tái nhiễm lại. Hay cái khác là nó hay bị tái phát. Thế và nếu như mà bạn, cả rất nhiều người đang có thai mà nếu viêm nhiễm nhiều người ta buộc phải điều trị thì bác sĩ vẫn kê đơn mà. Vì thế mà việc bạn điều trị với lại bạn việc có thai thì tôi nghĩ là nó cũng không ảnh hưởng gì đến em bé của bạn, cho nên bạn không phải quá lo lắng nhá. Vấn đề bây giờ là bạn phải điều trị cho nó ổn định đã nhá. Và tuân thủ một số cái nguyên tắc như là tôi đã chia sẻ với bạn. Vâng, xin được chúc bạn giữ gìn được sức khỏe của mình ạ. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Cuộc điện thoại gọi đến từ thành phố Huế. Alo. Dạ nghe chị. Vâng, xin chào thính giả ạ. Dạ, câu hỏi của bạn là gì đấy ạ? Em có quen một người cũng là chuyện gì giống như cô lúc nãy nói á, nhưng mà cô là con thầy hơn. Vâng. Người là ở công giáo ở các ở cùng tổ làm với em nhưng mà các cả. Vâng. Mà thời gian hai đứa dần nhau mà nó vẫn dần nhau, bây giờ em bảo là tha thứ cho em nhưng mà không nghe nói gì cả. Mình phải làm sao để cho nó quay về lại với mình nào? Vâng, bạn gái đang giận đúng không ạ? Và bạn cũng đang rất là bối rối. Vâng. Hy vọng rằng cửa sổ tình yêu sẽ là một cái cầu nối để giúp cho tình yêu của các bạn thêm đẹp. Từ khi hôm nay sống chưa là chị để ghi âm cho em đọc cái số điện thoại của em lên được không ạ? Vâng ạ, bạn đọc đi ạ. Thì em là nếu ai làm quen với em là 01205 900817. Vâng, bây giờ thì mời bạn
trò chuyện với cả chuyên gia tâm lý học Nguyễn Thị Mùi. Chị sẽ tư vấn cho bạn nhé. Xin mời chị. Chị chào em. Alo, em chào chị Mùi ạ. Em có nói hiện nay bạn đương giận thì điều gì khiến bạn gái của em lại giận thế? Bởi vì từ khi em về sống ạ, em về sống là em ra đường em bỏ xe lên mà tình cho em vui nhường em nói cho cái ba người kia nghe, rồi ba kể lại cái mẹ nó. Mẹ nó gây nó ra người dân này. Tức là em nói một cái điều gì đó đúng không? Và và để cho mẹ của bạn ấy nghe thấy, thế là mẹ bạn lại về nói với bạn ấy à? Yeah. Đúng không? Thế cái điều mà em nói như thế thì nó là cái điều mà nó làm cho cô tổn thương à? Xúc phạm cô à hay như nào? Không phải là tổn thương, cô đã dặn cho là cô vẽ ra ngoài đường vì trước em về em đón xe lên là lên nhà là cô bảo ra ngoài đường là không được nói. Nhưng mà người ta hỏi, người ta bắt em khai, người ta nói được không nhớ thì. Thế này, chị thì chị thấy rằng là nếu đã thật sự yêu nhau mà, người ta cũng rất dễ bỏ qua cho nhau em ạ, nhé. Bởi cái điều rất là quan trọng là người ta rất muốn mà gần gũi, rất muốn duy trì cái mối quan hệ mà người ta đã có. Đôi khi thì cũng sẽ có những việc là hiểu lầm này, rồi giận dỗi này em ạ, nhé. Nhưng rồi người ta cũng dễ bỏ qua thôi. Thế nhưng ban nãy thì em có nói là bạn gái của em là khiếm thị đúng không? Dạ, nhưng mà nó cảm thấy hơn em. Thì nhưng mà cái mức độ khiếm thị nó nhẹ thôi phải không? Có nghĩa là cũng dạ. vẫn còn nhìn thấy và cùng làm một chỗ với em. Bởi vì trước đây nó bị mẹ sinh ra nó bị ảnh hưởng não nó mù mắt lên. Rồi nguyên nhân thì có thể là có rất là nhiều. Nhưng bản thân em thì là người sáng mắt phải không? Em là bị mù nên em bị mù hẳn đó. Em mới bảo là cô ạ. Em bảo là cô ạ, em thấy em mà. Chính em là cũng là người khiếm thị đúng không? Dạ. Ừ. Và cả hai em thì cùng đi làm ở một nơi. Thế và có tình cảm với nhau. Đúng không nào? Không, em thì không, cô ạ không đi làm. Nhưng cả em đi làm cô ạ thì anh em mới hẹn lên đó. Cô đấy thì không đi làm. Ừ. Mắt cô ấy là con thấy con nhìn quá 5 mét mà. Cô ấy vẫn còn nhìn quá được 5 mét. Như thế thì cũng rất là tốt. Nếu ví dụ như các em mà có đến với nhau đúng không? Thì cô ấy cũng chính là người sẽ hỗ trợ em đấy. Bởi vì là cô đấy dù sao mà cái thị lực nó cũng vẫn còn một chút. Thế bây giờ chị nghĩ là như này, khi mà có những cái điều mà có thể là ở đây là một cái lời qua lời lại phải không? Dẫn đến một cái sự hiểu lầm. Thì chị nghĩ là em nên tìm gặp cô đấy để mà nói làm sao cho cô hiểu cái tình cảm của mình, cái việc đừng mà... Đừng nói nhưng mà nói không được. Bởi vì ở chỗ em là hai nhận qua thì hiện là người đông. Ở hồi như Nguyễn Phú Vang em là nhận qua thì hiện là người đông, không nói được. Cái ở cái nơi mà đông người thì tất nhiên mình không nói rồi. Nhưng mà mình sẽ phải chọn một cái không gian, một cái khoảng thời gian nào đấy nó rất là riêng tư để mình có thể là gặp gỡ và mình trò chuyện nhé. Nếu như em muốn duy trì cái mối quan hệ này, nếu em muốn tiếp tục nó thì em sẽ phải nỗ lực đấy, tìm kiếm một cái khoảng thời gian nào đấy hay là hẹn gặp để mà trò chuyện để cho cô hiểu đúng cái suy nghĩ của mình nhé. Bởi vì em là ở xã Phú Dương mà cô ấy là ở xã Vĩnh An mà. Vĩnh An là ở biển đó, ở Vũng Tàu Vĩnh Xá mà. Cô ấy ở xa, thì em có thể gọi điện thoại chứ, đúng không? Cô ấy không có điện thoại, mà nó có nhưng mà không có. Thế hả? Nếu thế thì khó khăn thật. Vậy như thế này, chị nghĩ là em có thể đề xuất với những người thân của mình nhé. Trong trường hợp là bản thân em đi lại là khó khăn, phải không? Rồi nếu như thế thì em có thể đi xe buýt. Nếu như mình người ta bảo là yêu nhau tam từ núi cũng trèo mà em. Nếu trong trường hợp mà em cố gắng thì em có thể đi xe buýt, hoặc là nếu đi xe buýt rồi sau đó tìm đường nó khó, em có thể nhờ người thân của mình chở em bằng xe máy phải không? Để tới. Em biết chỗ mà đi xe buýt nó về. Em biết phải không? Thế thì thuận lợi quá. Em sẽ đi xe buýt rồi em sẽ hỏi đường, em sẽ phải đến gặp tận nơi. Và chị nghĩ rằng là với cái sự nhiệt tình của em như thế thì sẽ làm cho cô ấy cảm động em ạ. Nhá. Chắc là vậy. Hy vọng là em sẽ làm cho cô ấy hết giận nhá. Rồi chị chào em.
Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia tâm lý học Nguyễn Thu Mùi ạ. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình và chúng tôi cũng xin chúc bạn sẽ xây dựng được một tình yêu thật đẹp. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Alo, xin chào thính giả. Vâng, tôi nghe đây. Em gọi tổng đài cho em tư vấn ạ. Vâng, câu hỏi của bạn là gì đấy ạ? Dạ, em muốn tư vấn là em thì kết hôn hôm nay được 10 năm không? Vâng. Dạ, và chồng em thì mình rượu. Trong mười mấy năm nay thì dạ sao em nghe rõ được ạ? Vâng, vâng, tôi vẫn nghe đây. Bạn nói đi ạ. Dạ, trong 15 năm vừa qua thì chồng em thì cứ cho mình nghiện rượu chút chứ nữa. Chồng bạn nghiện rượu đúng không ạ? Dạ, em nghĩ là cuộc sống thì gia đình thì từ từ cũng vun đắp rồi, từ từ em cũng bỏ. Vâng. Nhưng mà rồi em cũng không bỏ. Rồi bây giờ em đi đến quyết định là ly hôn. Vâng. Thì anh không chịu. Nhưng mà vài năm nay, vài năm vừa qua này em cũng không chịu. Anh không chịu ly hôn. Rồi tới khi em quyết định ly hôn thì anh kiểu như là rượu nhiều đó, rồi cũng gây ra thần kinh. Rồi bây giờ là bị thần kinh luôn rồi. Vâng. Bây giờ là phải đang chữa trị, vừa chữa trị là khoảng cỡ 10 ngày nay thôi. Vâng. Thì giờ muốn tư vấn cho chuyên gia tư vấn cho em là bây giờ em nên ở hay nên bỏ? Giờ em ở cũng được, em bỏ cũng được. Nói chung tình cảm của chị em là cũng phải 30 năm nay rồi, là nó nhạt nhòa rồi. Vâng. Không còn gì cả. Vâng. Tôi cũng rất là hiểu cái hoàn cảnh hiện nay của bạn. Dạ. Vâng, cũng rất là khó nghĩ đúng không ạ? Dạ. Vâng, chị Nguyễn Thị Mùi là chuyên gia tư vấn của chương trình sẽ tiếp chuyện bạn và chia sẻ thêm với bạn nhé. Xin mời chị Mùi ạ. Chào bạn. Dạ, em chào ạ. Em có nói là trong 15 năm đấy, đúng không? Kết hôn thì anh cũng nghiện rượu từ rất lâu rồi, phải không? Dạ, dạ. Và mình cũng đã rất nhiều lần là muốn ly hôn. Nhưng mà anh ấy không chịu. Dạ. Và cuối cùng là mình cứ để nó, thời gian nó cũng khá là dài nhỉ. Em có mấy con rồi? Dạ, em có hai cháu ạ. À, hai cháu. Các cháu lớn lớn chưa? Dạ, cháu lớn 14 tuổi, cháu nhỏ 10 tuổi ạ. À, cháu lớn 14 tuổi. Mình muốn hỏi một chút là ngoài những cái lúc mà anh ấy nghiện rượu thì các cái công việc các thứ thì như thế nào? Vậy thì lúc đầu thì anh cũng làm, nhưng mà qua 2 năm nay thì anh không làm nữa. Anh kêu là bây giờ là anh chỉ là yếu uống rượu nhiều, yếu không lại làm nữa. Em tuyên bố là anh già, anh không làm nữa. Tức là bản thân anh ấy thì anh ấy không muốn ly hôn một tí nào, đúng không? Dạ, đúng rồi. Và chính vì thế thì có thể xem như là anh ấy chọn một cái phương cách là không được là một cái người khỏe mạnh ấy, phải không? Vâng. Và khiến cho mình cũng cảm thấy rất là khó nghĩ như là em nói ban nãy, phải không? Dạ, dạ. Bây giờ anh ấy có đi bệnh viện không? Hay là ở nhà? Em đang điều trị ở bệnh viện ạ. Thế hả? Ở bệnh viện thì các bác sĩ nói như thế nào về cái khả năng phục hồi của anh đấy? Anh thì có khả năng phục hồi nhanh hơn, tại vì anh bị loạn trí. Gọi là bị loạn thần đấy hả? Do uống nhiều rượu quá. Hiện tại là có rất là nhiều những cái bệnh nhân đến bệnh viện để cai rượu. Khi mà em sống với anh ấy và anh thấy anh nghiện rượu như thế thì vào những cái lúc mà mình đề xuất chuyện ly hôn ấy thì có nói đến việc là sẽ không uống rượu nữa thì sẽ ở với nhau không? Dạ có, em nói nhiều ạ. Em ngọt có, nhạt có, nói chung là đủ thứ rồi. Và lúc ý thì anh ấy còn có hứa hẹn không? Dạ có hứa hẹn nhưng mà không làm được. Em có biết cái điều gì khiến anh ấy cứ uống rượu nhiều như thế không?
Cái đó em cũng biết, có khả năng là anh uống biết rồi, thành ra là anh nghiện và anh thèm thì anh không bỏ được thôi. Còn thế. Cũng không có biết lý do gì, em cũng chẳng biết lý do gì luôn. Không biết lý do gì luôn. Dạ, dạ. Cái tình trạng mà gọi là nghiện rượu nhiều như thế là ngay từ khi mới lấy nhau hay là càng về sau thì tình trạng nó càng nhiều lên? Dạ, hồi lúc đầu thì là uống nhưng vẫn làm, uống theo cữ thôi. Uống chẳng hạn buổi tối uống, chứ ban ngày cũng chẳng uống. Rồi tới khi mà khoảng 7-8 năm trở lại đây là như là nghiện nặng. Không uống không được. Rồi. Tức là nó bắt đầu nó trở nên phụ thuộc. Thực ra thì cái việc mà uống rượu đối với người đàn ông cũng không phải trường hợp nào cũng trở thành nghiện. Em công nhận không? Có dạ, rất rồi. Nhiều người người ta uống từ lúc trẻ rồi sau đó đến tận 70-80 thậm chí 90 tuổi. Người ta vẫn uống nó ở mức rất là chừng mực. Và thậm chí bên đông y thì người ta còn nói là tiểu năng hành huyết ấy. Tức là rượu nó có một cái tác dụng hoạt hóa cũng khá là tốt. Nếu như anh dùng nó ở một cái mức độ rất là hợp lý. Thế nhưng mà cũng chị thì cũng không rõ được là trường hợp của chồng em là như thế nào. Thế nhưng mà em có nói là 7-8 năm lại đây, có nghĩa là sau khi các em lấy nhau phải tới 7 năm rồi, dạ. Đúng không? Vậy dạ, vì dạ. Em cưới nhau được 8 năm cơ mà, phải không? Dạ, dạ. À 15 dạ. năm. Dạ. Vậy thì chị cũng không hình dung lắm cái đoạn là từ lúc mới lấy nhau cho đến khi mà anh ấy trở nên uống nhiều rượu như vậy. Thì cái điều gì khiến em vẫn cảm thấy không yêu anh ấy và thậm chí đã có lúc muốn ly hôn? Bởi vì lúc ấy anh ấy chưa nghiện nhiều lắm mà, đúng không? Mà, vâng, tại vì là lúc đầu thì là uống ít, uống rồi. Ít thôi thì còn làm được. Rồi, nhưng mà chị xin lỗi là lúc ý thì đã có ý định là bảo anh ý có ý định là ly hôn không? Dạ, lúc đầu thì nói chung là chúng em lấy nhau là không qua tình yêu. Chúng em lấy nhau là cũng lớn tuổi hết rồi, là hai bên gia đình là thấy tụi em là tồn kho đó, sắp nhập lại. Khổ. Cho nên nhưng mà em sống thì em vẫn nghĩ là thì mình sống mình biết thì mình vẫn sống được thôi. Nói chung chồng em thì em không chê cái gì cả, mỗi cái là uống rượu nhiều. Nhưng đến quyết định này thì tới hồi đầu năm vừa rồi là anh bị huyết áp cao. Em mới quyết định là bây giờ là phải anh gây án là quyết định cho anh bỏ, nhưng mà rốt cuộc anh không bỏ được. Rồi anh lại còn cái kiểu suy nghĩ nhiều, vợ bỏ rồi nghĩ vợ thế nọ vợ thế kia. Rồi quay ra là loạn trí luôn ạ. Giờ thì em là mang tính là người là giết người không cần dao ạ. Thôi dạ. Mình cũng đừng nghĩ như thế, nếu mà mình nghĩ như thế nó sẽ rất là mệt mỏi em ạ nhá. Cái việc mà một người nghiện rượu thì nó có thể có những cái tác động từ phía nọ hoặc là từ phía kia, nhưng mà cái quan trọng nó cũng là chính bản thân cái người đó, người ta đã có một cái tự ý thức về bản thân rồi, tự điều khiển cái hành vi của mình như thế nào. Bây giờ nếu em nghĩ như thế thì tự dưng là nó sẽ thành một cái việc là cảm thấy mình lúc nào cũng có lỗi, và nó sẽ làm cho cái suy nghĩ của mình nó không sáng suốt đâu. Không, cái đó là do dân làng hàng xóm ở đây người ta nói mình vậy. Đấy là việc của hàng xóm. Chồng em tới bây giờ em chẳng có gì để mà ân hận hết. Rồi. Thì em cũng, vậy em cũng thì tạm tình rồi. Em nói là không có gì ân hận cả, nhưng thực tế hiện nay thì đương đứng trước cái việc là người đàn ông đấy đương có bệnh. Dạ, và trong cái cuộc sống vợ chồng thì người ta nói cả tình, nhưng đồng thời người ta nói đến cái nghĩa. Em công nhận không? Nghĩa thì em vẫn đang thấp thôi. Đấy, vì còn thế tình cảm là coi như hết rồi. Em đang muốn hỏi chuyên gia là chồng em như vậy rồi em vẫn để đơn ly hôn, em có được ly hôn không ạ? Nếu như anh ấy đương trong tình trạng bệnh tật thì chị nghĩ là khả năng mà tòa án người ta thụ lý và người ta giải quyết không nhiều đâu em ạ. Bởi vì các em đưa đơn trước mà chị, kể cả trường hợp trước, bởi vì là người ta chưa giải quyết mà em dạ. Cho nên thế này, nếu em nghĩ rằng em không còn tình với người đàn ông này nữa và em muốn bỏ anh ý thì chị nghĩ là thời điểm hoàn toàn cũng không nhất thiết là phải vội, đúng không? Bởi thì vì em không có gì vội cả, nhưng em muốn là cho rõ ràng. Nhưng mà chăm sóc thì em vẫn chăm sóc, em cũng hứa vẫn là chăm sóc đàng hoàng, em vẫn bởi vì thế này như chồng của em hay coi như bạn. Vậy vậy thì như thế này,
Chị thì chị nghĩ là hiện tại là anh ấy đương ở trong cái tình trạng mà nó nặng hơn so với cái lúc bình thường. Em có thể hoãn một thời gian để cho anh ấy bình ổn tạm thời trở lại, và cái tinh thần của anh ấy nó được vững hơn một chút ý. Được không? Dạ. Dạ thì cũng được ạ, không có gì cả. Ừ. Thế còn mà chị cũng biết là nếu đã không còn tình với nhau thì mình vẫn có thể đi đến cái bước dứt khoát ly hôn kia. Nhưng mà thời điểm thì mình chọn vào lúc nào có lẽ sẽ là cái mà cần cân nhắc em ạ. Nhá. Vâng. Thế nhé, chị chào em. Vâng, xin được cảm ơn chị Nguyễn Thị Mùi đã tư vấn câu hỏi vừa rồi. Cảm ơn thính giả đã gọi điện từ chương trình và chúc bạn sẽ vượt qua những khó khăn của cuộc sống ạ. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác, điện thoại gọi đến từ Hà Nội. Alo, xin chào thính giả gọi điện từ Hà Nội ạ. Em chào chị ạ. Vâng, câu hỏi của bạn là gì đấy ạ? Chị ơi, em năm nay em 38 tuổi rồi, em mới lập gia đình được 6 tháng. Vâng. Mà sau khi lập gia đình thì em mới biết là em bị polyp của tử cung ấy. Vâng. Vâng, thế nhưng mà vừa rồi em mới đi đốt rồi thì em muốn hỏi cái đó nó có ảnh hưởng đến việc mang thai không chị? Vâng. Vấn đề thắc mắc của bạn sẽ được chuyển tới bác sĩ Hoàng Thúy Hải, chị sẽ tư vấn cho bạn. Xin mời bác sĩ ạ. Tôi chào bạn. Dạ, em chào chị. Vâng. Bạn năm nay 38 tuổi mới kết hôn đúng không? Được 6 tháng. Dạ, vâng. Tôi xin lỗi là tức là bạn chưa từng sinh nở lần nào đúng không? Vâng. Bạn điều trị polyp của tử cung bằng phương pháp đốt điện à? Dạ vâng, vâng, cắt và đốt thì là nếu là em thấy khét thì em đoán là đốt. Thực ra thì cái đấy nó không phải là một cái nguyên nhân chính mà ảnh hưởng tới cái việc có thai tự nhiên của bạn đâu. Dạ, thế nhưng mà tuy nhiên ở một cái người như bạn ấy, tức là 38 tuổi rồi, thì cái điều kiện để bạn có thể có thai tự nhiên nó sẽ khó hơn người khác so với các bạn nữ mà ví dụ người ta còn trẻ hơn ý. Đấy, thế thì theo tôi thì thế này này, có lẽ là bạn cũng đã ra Hà Nội rồi, tôi không biết bạn đã thăm khám ở cái khoa hỗ trợ sinh sản chưa? Dạ, chưa. À thế hả? Trước mắt là mới điều trị của cái polyp của tử cung thôi đúng không? Dạ, xét nghiệm, em xét nghiệm, bác sĩ cho em xét nghiệm hết mọi cái rồi ạ. Bố trí thời gian nếu được nhá, thì bố trí thời gian đi khám tổng thể toàn bộ cơ quan sinh dục của mình. Và tức là như thế này, khám kỹ tất cả từ buồng trứng này, vòi trứng này, niêm mạc tử cung này, phần phụ này, là những cái nơi mà trước mắt đối với mình đã là phụ nữ thì nên khám như thế. Thế còn chồng bạn thì bao nhiêu tuổi rồi ạ? Dạ, chồng em năm nay 42 ạ. Vâng, bạn đấy cũng rất cần phải làm một cái xét nghiệm tinh dịch đồ để kiểm tra xem là số lượng và chất lượng tinh trùng của bạn ấy như thế nào. Nó hai bạn hiện nay thì đều ở những cái tuổi mà nó đối với để việc có thai tự nhiên là nó khó khăn hơn người khác rồi nhá. Thì bố trí thời gian cả hai vợ chồng cùng đi khám, ra bệnh viện phụ sản trung ương cũng được, bệnh viện phụ sản Hà Nội cũng được, 108 cũng được, bệnh viện 103, bệnh viện Bưu điện, bệnh viện E, rất nhiều những cái bệnh viện ở ngoài Hà Nội người ta đã có cái khoa hỗ trợ sinh sản á, thì người ta sẽ kiểm tra tổng thể cho cả hai vợ chồng để đánh giá cái khả năng mà các bạn có thai tự nhiên nó như thế nào. Thế và nếu cần gì thì người ta sẽ hỗ trợ hoặc là can thiệp cho bạn. Thế còn trước mắt thì cái điều trị cái polyp ổn định rồi thì không có vấn đề gì ngại đâu nhá. Vâng, nhá. Vâng, xin được cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình ạ. Chúng tôi cũng xin chúc hai vợ chồng bạn sẽ sớm có tin vui. Xin được cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Alo. Alo. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Câu hỏi của tôi là tôi hôm nay 38 tuổi. Vâng. Vòng kinh của tôi thì nó không đều đâu, nhưng mà cái tháng vừa qua là nếu đúng mức là cái tháng đấy là nó ra kinh mức bình thường, nhưng mà nó ra rất ít, không đóng không được, bọn đóng nó ra ít lắm. Thế xong là nó sạch, xong đến 10 ngày sau là nó lại ra tiếp. Thì tôi xin hỏi bác sĩ tư vấn giúp ạ. Vâng, câu hỏi của bạn thì chị Hoàng Thúy Hải, bác sĩ của chương trình sẽ tư vấn ạ. Xin mời chị ạ. Tôi chào bạn. Vâng. Bạn có được mấy cháu rồi ạ? Tôi được 2 cháu rồi ạ. Thế ạ, vâng, con út đã lớn chưa ạ chị? Cháu út hôm nay lên lớp 5 rồi ạ. Lên lớp 5. Chỉ có bắt đầu trong cái tháng này thì bắt đầu thấy có hơi trục trặc một tí đúng không?
Chứ còn trước đây thì kinh nguyệt của bạn nó không đều, nhưng mà nó cũng mỗi tháng nó có một lần đúng không? À, cô qua tháng thì ra một tháng một lần, có khi tháng rưỡi, có khi hai tháng ạ. À, trong cái tháng này bạn có thấy gì bất thường không? Ví dụ có uống thuốc gì không hay là sức khỏe có vấn đề gì không? À, uống thuốc thì có uống thuốc là vì chỉ có uống thuốc bổ mắt thôi. Bổ chứ mắt ngoài ra không uống thuốc gì nữa. Ừ. Thế mà trong cái lúc mà nó ra ra máu như thế, ra kinh nó két mà nó không nhiều ấy, thì hai cái tí nó rất là đau ạ. À, ừ. Ừ, ngoài ra thì bạn có thấy điều cái gì bất thường nữa không? Ngoài cái chuyện là kinh nguyệt thì như thế, hoặc là ngực thì thấy là đau. Đến lúc ra hành kinh rồi thì ngực bình thường rồi đúng không? Hành kinh thì nó ít hơn so với mọi khi, chứ nó không như mọi khi bình thường. Vâng, ngoài ra không có một cái triệu chứng bất thường gì khác của sức khỏe. Vâng. Ừ, tôi nghĩ là năm nay bạn 38 tuổi thì có thể có nhiều người phụ nữ đã bắt đầu bước vào cái giai đoạn tiền mãn kinh ý. Tất nhiên là tiền mãn kinh hoặc là mãn kinh thì nó có thể là nhiều nhiều cái tuổi khác nhau. Có những người tận 45, thậm chí 50 tuổi người ta mới bước vào cái giai đoạn đấy. Thế nhưng mà bên cạnh đấy thì cũng có những người rất là sớm, thậm chí 35 tuổi đã bắt đầu bước vào cái giai đoạn tiền mãn kinh rồi. Ngoài 40 khi người ta đã mãn kinh rồi. Nhá. Thế thì trước mắt theo tôi thế này này, có lẽ là cũng không nên quá lo lắng. Bạn cứ theo dõi cái chu kỳ kinh nguyệt của bạn thêm một vài tháng nữa, xem là nó có gì bất thường hay không nhá. Chứ còn trước mắt thì cũng chưa có gì phải lo. Tuy nhiên tôi cũng phải lưu ý bạn một điều là với những cái người như bạn ý, kể cả 38 tuổi rồi, rồi cái vòng kinh nó không ổn định như vậy, mình cũng phải áp dụng biện pháp tránh thai đấy. Bởi vì cũng có những cái người mà có những cái biểu hiện như bạn, xong về sau có khi lại có thai ngoài ý muốn, thì lúc đấy nó cũng phức tạp, nhất là trong cái giai đoạn này. Cái giai đoạn mà kể cả giai đoạn tiền mãn kinh nó lủng củng như thế, thì mình cũng nên là lưu ý thêm về cái biện pháp đấy thôi nhá. Thế còn trước mắt chưa cần phải lo lắng quá. Nếu có điều kiện thì bạn có thể uống một đợt cái viên cao ích mẫu cũng được, cái viên thuốc điều kinh ý. Thì uống cái đấy thì nó chỉ là đông y thôi mà, nó không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của mình cả. Thì trong cái giai đoạn như thế này thì mình có thể uống một hộp ý, một đợt ý, theo dõi xem là nó như thế nào. Thế còn để xem cái diễn biến của nó trong những tháng tiếp theo thì lúc đấy mình mới tính tiếp nhá. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Cảm ơn bác sĩ ạ. Vâng, cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Alo. Alo ạ. Vâng, chào bạn, câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Em gặp bác sĩ ạ. Vâng, bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ lắng nghe câu hỏi của bạn. Tôi chào bạn, tôi nghe đây. À, chị ơi, cho em hỏi, em sinh cháu được gần 2 tháng rồi. Hôm nay em đẻ xong thì chị đi bệnh viện nó lấy là xét nghiệm máu của em thì nó ghi ở trong giấy là HIV là cộng với viêm gan B. Thì bây giờ con bú của người mẹ còn lây sang con không ạ? Ừ. Em tức là có là người có hát à? Không, em không biết được, nhưng mà người ta xét nghiệm máu người ta bảo thế, nhưng mà em không biết được, em chưa đi nhà kiểm tra lần nữa, em không biết là có hay không. Cái kết quả xét nghiệm máu đấy em có được biết không? Người ta ghi ở trong giấy là phiếu thu đấy. Ừ, họ ghi như thế nào? Người ta phiếu thu, người ta ghi tên em đấy thì là người ta ghi là đầu là HIV này cộng với viêm gan B ấy. Ừ. Thế xong có kết quả trả lại cho em không? Không ạ. À, và cũng ghi, không người ta chỉ ghi ở trong cái giấy đấy thôi ạ. Và cũng không ai gọi em để tư vấn hay là nói chuyện gì? Vâng ạ. Ừ. Thế thì em đang lo không có căn cứ. Tức là người ta chỉ định cho em là làm hai cái xét nghiệm đấy. Vâng ạ. Thế và chắc là kết quả của em là âm tính, tức là không có vấn đề gì. Bởi vì tại sao chị lại nói như thế? Nếu em có vấn đề gì, tức là nếu em có HIV dương tính hoặc là viêm gan B dương tính, tức là kết quả xét nghiệm ý, ấy, hoặc là cả hai cái dương tính chẳng hạn vân vân, thì người ta sẽ phải gọi em, người ta tư vấn cho em và người ta sẽ hướng dẫn cho em. Thế còn khi mà không có ai gặp gỡ lại em sau khi sinh thì em có thể yên tâm là hai cái kết quả đấy hiện tại thời điểm này nó là âm tính nhá. Thế còn muốn biết là con có bị hay không ý, thì phải làm xét nghiệm máu cho con thì mới biết được là con có là người có mang cái HBsAg dương tính hay không
nhá. Ừ. Nếu mà em có hai cái đấy dương tính thì bác sĩ sẽ phải gặp em sau đấy để tư vấn cho em, cũng như là hướng dẫn cho em cách chăm sóc con, cũng như check sức khỏe rồi. Em hoàn toàn có thể yên tâm nhá. Vâng, bạn có thể yên tâm để chăm sóc cho con khỏe mạnh bạn nhá. Cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Hà Nam. Em hỏi là em thì nó mất kinh 10 ngày đấy. Vâng. Xong rồi nó lại ra. 10 ngày sau nó ra thì ra 10 ngày nay rồi. Đầu tiên thì nó ra máu đen lắm. Vâng. Giờ thì ra màu hồng ạ. Vâng. À, ra bệnh viện thì họ bảo là chỉ nằm theo dõi thôi. Vâng. Chứ họ không biết được là có thử que thì có. Nhưng mà siêu âm thì chưa thấy nó ở đâu cả. Chưa đoán nào thì có làm sao ạ. Họ không cho uống thuốc gì cả. Bạn là mất kinh cách đây bao nhiêu ngày? Cách đây thì tầm 20 ngày rồi, thì em có 10 ngày nay nữa rồi mà. Sau khi mất kinh 10 ngày thì tự nhiên là có thấy ra máu 10 ngày nay đúng không? Thế bây giờ đã hết chưa? Em hãn chưa hết ạ, nó hãn ra. Thế các bạn đã dùng que thử thai và thấy là có hai vạch à? Vâng, có hai vạch ạ. Thử lâu chưa? Dạ, cách đây 2 hôm ạ. À, cách đây 2 hôm. Vâng. Tức là sau khi chậm kinh 18 ngày thì bạn dùng que thử thì vẫn thấy hai vạch, nhưng mà đi siêu âm thì lại không thấy thai đâu đúng không? Vâng, và sau khi chậm kinh 10 ngày lại thấy có hiện tượng ra kinh, ra máu bất thường. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ xem bạn có thai hay không nhé. Dạ vâng. Ừ, chị chào em. Vâng, em chào chị ạ. Ừ, bây giờ thì hiện tại máu nó ra nhiều hay ít em? Nó cũng ra ít thôi. Thế à, mà lại máu màu hồng à? Vâng, giờ là máu màu hồng ạ. Trong trường hợp của em thì có thể có hai khả năng xảy ra. Một là có thể là trưởng ngoài tử cung, tức là trứng đã được thụ tinh trên đường di chuyển từ buồng trứng để về làm tổ trong tử cung thì nó lại không về làm tổ trong tử cung, chính vì vậy là có thể bác sĩ siêu âm sẽ không tìm thấy nó mà nó lại làm tổ ở ngoài tử cung, đa số thì thường hay nằm ở vòi trứng, và đấy là một cái biến chứng rất là nguy hiểm, có thể gây vỡ vòi trứng và gây chảy máu trong ổ bụng, thì đấy đã đưa vào là cấp cứu sản khoa. Thì đấy là trường hợp chị ngại nhất trong trường hợp của em bây giờ. Thế một cái theo dõi thứ hai nữa có thể là do mình bị sảy thai. Thế nhưng mà em đã đi khám ở đâu rồi? Em khám ở bệnh Hưng Nhân Thái Bình ạ. Đấy là bệnh viện tỉnh à? Chưa, nó chỉ đa khoa thôi. Thế à, em có đau bụng không? Em thì không thấy đau bụng ạ. Nó chỉ hơi tức tức bụng thôi. Thế à? Ừ. Vâng. Đúng là cái trường hợp này của em là phải có sự theo dõi rất sát của bác sĩ sản khoa đấy nhá. Ừ. Ừ, bởi vì là nếu như thực sự mà là trưởng ngoài tử cung thì người ta phải có cái biện pháp người ta can thiệp ngay cho mình đấy. Vâng. Thế và nếu giả sử mà là sảy thai chẳng hạn thì cũng phải được có can thiệp của y tế để cho nó làm sạch cái rau hoặc là cái máu sót ở trong tử cung. Có lẽ là ngày mai em phải lên đến bệnh viện tỉnh đi. Ở đấy người ta sẽ có những cái xét nghiệm rồi những cái siêu âm, thậm chí là những cái chẩn đoán nó sâu hơn. Nó có hẳn chuyên khoa sản. Thì để các bác sĩ người ta sẽ khám cho em. Bởi vì cả hai trường hợp này mà nếu như em để lại mà không giải quyết gì thì nó sẽ ảnh hưởng đến tử cung. Vâng. Ừ. Bệnh viện tỉnh nữa cơ. Ừ. Em lên bệnh viện tỉnh cho chị. Trong trên Hà Nội có bệnh viện nào? Dạ. Anh ơi. Chị ơi chị. Ơi. Thế chị cho em hỏi trên Hà Nội có bệnh viện nào? Tất nhiên là trên Hà Nội thì người ta có rất nhiều các cái bệnh viện chuyên khoa. Và thậm chí là người ta có cả bệnh viện đầu ngành về chuyên ngành sản phụ khoa cơ mà. Trong trường hợp của em thì có lẽ là theo chị thì chỉ cần lên đến bệnh viện tỉnh thôi. Tức là ở đấy người ta có hẳn một cái chuyên khoa về sản phụ khoa. Thì các bác sĩ sẽ khám và chẩn đoán cho vợ em được. Nhớ. Bệnh viện tỉnh hay bệnh viện hả? Vâng, ừ. Bạn đã nghe rõ những lời tâm sự của bác sĩ rồi chứ? Vâng ạ. Chúc các bạn hạnh phúc nhé. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Lạng Sơn. Alo. Alo. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Vâng, em chào chị. Em có một câu hỏi về bác quan về sức khỏe là em năm nay 28 tuổi. Thì em lấy chồng được 2 năm rồi. Vâng. Thì kinh nguyệt của em không đều. Xong rồi vừa rồi em có đi khám bác sĩ thì bác sĩ có kết quả cho em là viêm lộ tuyến là 2,2 cm, tức là 22 mm ấy chị. Vâng. Và bác sĩ có chỉ định cho em là có cho thuốc đặt với lại thuốc uống để kinh nguyệt đều ấy. Xong rồi có chỉ định cho em là sau thời hạn là sạch kinh 2 ngày thì sẽ đi đốt
thì em có băn khoăn là cái đi đốt kia có ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản sau này không ạ? Vâng, những băn khoăn của bạn thì chị Hoàng Thúy Hải, bác sĩ của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé. Vâng. Ừ, tôi chào bạn. Em chào chị. Bạn đã có gia đình rồi, đã có cháu nào chưa em? Em chưa chị ạ. À thế hả, tức là lấy chồng 2 năm mà hiện nay chưa có cháu nào đúng không? Vâng. Thế và bây giờ thì tất nhiên là đang rất là mong có em bé rồi đúng không? Vâng. Thế và ban nãy tôi có nghe câu chuyện là bạn có nói kinh nguyệt của bạn không đều ấy, thì nó như vâng. nào em? Thì có không đều thì có lúc là cái khoảng cách ví dụ như là từ cứ 50 ngày thì mới một lần kinh ấy chị, và một lần kinh kia thì kéo dài cái thời kỳ ra ấy thì kéo dài khoảng từ 15 đến 20 ngày cơ. Ồ thế à? Vâng. Ừ. Em đi khám ở đâu vậy? Em đi khám ở Lạng Sơn chị ạ. Ừ, em khám ở bệnh viện nào? Em đi khám ở bệnh chỗ phòng khám đa khoa quốc tế Phú Lộc ấy. Thế à? Thế bác sĩ nói em bị sao? Bác sĩ nói em là bị cái gì cường, cái gì em không nhớ. Em ngoài cái bệnh đấy em còn bị bệnh khác gì của toàn thân không? Em không chị ạ. Thế à? Bác sĩ có điều trị cho em không? Có, đợt đấy em đi thì bác sĩ có kê thuốc về cho uống, nhưng mà uống lúc em đang bị chu kỳ kinh nguyệt ngày thứ hai ấy, thì em đi khám thì bác sĩ cho thuốc về uống thì nó đỡ, xong rồi được đến 4 ngày sau thì chu kỳ của kinh nguyệt của em hết nhưng mà khoảng 5 ngày sau thì em lại thấy lại có kinh trở lại và như bình thường kia. Ừ, lâu chưa em? Mới tháng vừa rồi thôi chị. À, mới tháng vừa rồi thôi đúng không? Vâng. Tóm lại là em là người có chu kỳ kinh nguyệt nó cũng không ổn định. Tới 50 ngày thì mới có kinh một lần đúng không? Thế và mỗi một lần thì hành kinh lại kéo dài tới gần 2 tuần. Vâng. Đấy. Nhưng mà em bị như thế là mới tầm khoảng 6 tháng trở lại đây thôi chị ạ. À, tức trước kia nó không phải như thế đúng không? Vâng, trước kia thì không. Ừ. Bây giờ thì lại phát hiện thêm cả cái viêm cổ tử cung lộ tuyến. Thế mà bác sĩ vâng. thì lại có chỉ định là đốt đúng không? Ừ, thông thường thì với những cái người mà chưa sinh nở lần nào ấy thì điều trị bằng viêm cổ tử cung, điều trị viêm cổ tử cung lộ tuyến mà bằng phương pháp đốt điện ấy nó gần như là phương pháp cuối cùng rồi, bởi vì khi đốt như thế, khi mà điều trị bằng phương pháp đốt điện thì bao giờ nó cũng để lại cái sẹo ở cổ tử cung ấy, nó khiến cho cái cổ tử cung của mình nó không được mềm mại trơn nhẵn. Và điều đó thì một phần nào nó cũng ảnh hưởng tới cái sự di chuyển của tinh trùng. Hay nói cách khác là nếu có cái sẹo đấy thì nó cũng ảnh hưởng tới cái việc có thai tự nhiên. Nhưng mà ở phía em ấy thì trên nền một cái người như em ấy, cái chu kỳ kinh nguyệt của em như thế không phải là tốt. Nó cũng thể hiện là cái hoạt động của cơ quan sinh dục của em nó cũng có vấn đề. Cho nên là nó mới ảnh hưởng tới cái việc có thai tự nhiên của em. Mặc dù cái việc đó, cái việc kinh nguyệt nó không bình thường như thế, nó mới chỉ kéo dài khoảng 6 tháng nay. Nhưng em mà lấy chồng mà có cái đời sống tình dục ổn định bình thường 2 năm mà em không có con ấy thì... Nhưng mà em chị ơi, là em, chồng em lại là đi học xa nhà, cũng không hay ở nhà mấy chị ạ. Thế à, thế dạo này bạn ấy có về nhà không? Không ạ. Thế à. Ừ, thế đúng là cũng khó nhỉ. Thế nhưng mà dù sao thì cũng nên đi kiểm tra cái cơ quan sinh dục của mình để mà điều trị cái chu kỳ kinh nguyệt ý, cho nó tương đối ổn định nhá. Thế còn cái viêm cổ tử cung lộ tuyến thì theo chị thì cứ để đánh giá xem là nó ở mức độ như thế nào thì cân nhắc các cái phương pháp điều trị. Trước mắt có thể là mình chỉ điều trị nội khoa trước cho nó ổn định đã, rồi sau này khi mình sinh em bé xong thì mình sẽ tính tiếp sau em ạ. Nhá. Thế em nên bây giờ đặt thuốc ấy thì có khỏi hẳn được không ạ chị? Không khỏi hẳn được. Đã viêm cổ tử cung lộ tuyến thì cái khả năng tái phát rất là cao. Bởi vì nó viêm khá là sâu cho nên nó mới lộ cái tế bào tuyến ra và người ta gọi là viêm cổ tử cung lộ tuyến. Thường là những cái người viêm mãn tính hoặc là viêm nó sâu thì nó mới chẩn đoán bệnh là như vậy. Trước mắt theo chị thế này này, có lẽ em ở Lạng Sơn em nên bố trí thời gian em xuống Hà Nội đi. Nhá. Em phải đến bệnh viện nào chị? Em đến bệnh viện chuyên về sản phụ khoa, ví dụ như là em đến bệnh viện phụ sản Trung ương hoặc là bệnh viện phụ sản Hà Nội, là những cái nơi mà người ta chuyên về sản phụ khoa, quan trọng là điều trị cái vòng kinh của em ý. Ừ, cho nó ổn định đi đã, thế rồi xuống đấy xem là ở dưới này người ta có những cái phương pháp nào điều trị cái viêm cổ tử cung lộ tuyến mà nó bớt
nó có thể hạn chế được cái khó khăn cho em thì mình sẽ xử lý nó thì sẽ tốt hơn nhá. Bố trí thời gian xuống dưới này đi khám rồi là sắp xếp lại cái việc ở gần chồng như thế nào. Để chồng mà đi học mà không về được thì mình đi lên với chồng hay như thế nào đấy, tùy theo cái điều kiện, nhưng mà phải có cái đời sống tình dục nó tương đối ổn định thì mới có thể có thai tự nhiên được nhá. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Vâng, cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Chúc cho hai vợ chồng bạn sớm có tin vui.